Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 19. Năm người nhảy lên đài luận võ cực lớn ở giữa, bọn họ thi lễ với Lý Tư sau đó lùi qua một bên. Nhìn Nguyên Đồng dẫn đầu, trong mắt Lý Tự có chút phức tạp, nếu như yêu nghiệt trước mắt này xuất hiện ở Đại Tần thì tốt biết bao, đáng tiếc bây giờ hắn lại là người của Nguyên Môn. Có loại yêu nghiệt này, nếu như đế quốc Đại Tần không ra tay với Nguyên Môn, trong tương lai Nguyên Môn lại sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Đến lúc đó, đế quốc Đại Tần khó có thể giữ được. Trong lòng khẽ thở dài, Lý Tư xoay người nhìn về phía mọi người, hai tay ra hiệu ép xúc khi đảm người phía dưới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn mới nói. Các vị, người phía sau ta là Nguyên Đồng. Nói vậy tất cả mọi người đều có thể nhận ra, mọi người hắn cũng biết thực lực của hắn. Bởi vì phân tổ có dư ra một người, cho nên, Đại Tần ta cùng 6 thế lực lớn và công hội phù văn sự nhất trí quyết định để cho hắn trực tiếp tiến vào vòng trong. Đương nhiên, nếu như trong số những người ở đây có ý kiến gì, hoặc người không phục, có thể lập tức khiêu chiến hắn, chỉ cần thắng hắn, người cũng có thể trực tiếp tiến vào vòng trong. Mọi người nghe vậy đều lắc đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Nói đùa sêu bảo họ khiêu chiến với Nguyên Đồng à ồ đó không phải là muốn chết sêu ngược lại. Bọn họ đặc biệt tán thành với quyết định của đế quốc Đại Tần cùng 6 thế lực lớn và công hội phù văn sư. Dù sao, ai cũng sẽ không muốn ở cùng một tổ với Nguyên Đồng. Thấy mọi người không có ý kiến, Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu như vậy, ta tuyên bố vòng thi đấu thứ 2 của Thanh Vân Bảng chính thức bắt đầu. Trong thời gian tiếp theo, người trong mỗi một tổ thi đấu bắt đầu rút thăm, sau đó lên đài quyết đấu cùng đối thủ của mình. Trải qua một lần chiến đấu kịch liệt, mọi người trong sân nghênh đón cao trào nhỏ đầu tiên, đó chính là Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần lên đài. Đối thủ của Tần Du Nhiên là một người thanh niên dáng vẻ khôi ngô, trong tay hắn cầm hai cái búa sắt lớn, lúc này hắn hình như cũng biết đối thủ mình mạnh mẽ nên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn lại không có lựa chọn trực tiếp chịu thua. Đối với một huyền giả, thua không đáng sợ, đáng sợ vẫn là chưa chiến lại chịu thua. Đương nhiên, hắn càng sợ mất mặt hơn. Trực tiếp nhận thua ở trước mặt của nhiều người như vậy, hắn không thể làm được điều đó, ít nhất cũng phải trở qua mấy chiêu đã. Tần Du Nhiên nhìn người thanh niên khôi ngô, khẽ nói một tiếng. Ra chiêu đi, nếu không người sẽ không có cơ hội đâu. Người thanh niên khôi ngô nghe vậy, trong mắt hắn tóe lên một sự giận dữ. Tần Du Nhiên trước mắt này thật sự điên rồi. Lửa giận vừa lên, người thanh niên khôi ngô không hề do dự đã sốt ruột vọt tới đến trước mặt của Tần Du Nhiên. Sau đó hai chân đạp xuống đất, thân thể bay lên trời, hai tay hắn cầm hai cái búa sắt lớn đập mạnh xuống đầu của Tần Du Nhiên. Bành! Một tiếng động nặng nề vang lên ở trong không trung, sau đó người thanh niên khôi ngô bay ra đài luận võ và rơi xuống mặt đất. Mọi người phía dưới nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì nhất thời ngây người, bởi vì rất nhiều người cũng không thấy Tần Du Nhiên ra tay thế nào. Tần Du Nhiên liếc mắt nhìn xuống đám người phía dưới, trong mắt hắn lóe lên một tia xem thường. Giao đấu cùng những người này thật sự lãng phí thời gian của hắn, ngoại trừ hai nàng của hai cung cùng Nguyên Đồng ra, những người khác căn bản không xứng để giao đấu với hắn. Lúc này, trọng tài trên đài luận võ số 1 phục hồi tại tinh thần, sau đó vội vàng tuyên bố. Tịnh Tuấn Nguyên thua, Tần Du Nhiên thắng. Quá cợi hại, phải biết rằng này Trịnh Tuấn Nguyên lại là tiên thiên lục phẩm đây, không ngờ hắn ở trước mắt Tần Du Nhiên lại không thể đánh nổi một chiêu, thực lực của Tần Du Nhiên này thật sự quá khủng khiếp. Đúng vậy, chúng ta xong đời rồi, ta cũng là tổ một. Ông trời, mong ông đừng để cho ta gặp phải hắn đấy. Gặp phải thì trực tiếp nhận thua đi, trực tiếp chịu thua ở trước mặt hắn cũng không quá mất mặt đâu. Dương Diệp ở đài luận võ số 9 tại kiếc mắt nhìn Tần Du Nhiên, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về đài luận võ số 8, bởi vì lúc này tới lượt Mộ Dung Yêu lên đài, đối thủ của Mộ Dung Yêu là một con em thế gia, tên Tà Lý Hàn, cảnh giới tiên thiên thất phẩm. Tương tự với người thanh niên khôi ngô lúc trước vậy. Lúc này, sắc mặt Lý Hàn nghiêm trọng, phải biết rằng, Mộ Dung Yêu dại là đệ tử kiếm tông. Khi biết được đối thủ mình là đệ tử kiếm tông, Lý Hàn đã biết mình nhất định phải thua, có con em thế gia cùng tán tu thắng được đệ tử của tông môn, nhưng điều này không có nghĩa là hắn cũng có thể làm được. Lý Hàn cũng giống như người thanh niên khôi ngô, cho dù biết rõ mình không địch lại, nhưng hắn cũng không chịu trực tiếp chịu thua. Cổ tay Lý Hàn thoáng động. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Thân hình của Lý Hàn thoáng động và tập tức đi tới trước mặt của Mộ Dung Yêu,
sau đó trường kiếm trong tay hắn lấy một góc độ xảo quyệt đâm về phía cổ họng của Mộ Dung Yêu. Đối mặt với đệ tử của tông môn, Lý Hàn đương nhiên không dám nương tay, cho nên tần này hắn phát huy tốc độ của mình cùng với tốc độ kiếm đến cực hạn, cho nên rất nhiều huyền giả ở đó đều không thấy rõ bóng dáng của hắn. Trong giây tát khi kiếm của hắn chỉ cách cổ của Mộ Dung Yêu có một tấc, kiếm của hắn tại đột nhiên ngừng lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, một mũi kiếm đã được đặt ở trên cổ của hắn, đồng thời đâm rách một chút ra làm một giọt máu tươi nhỏ vào trên mũi kiếm. Người thua rồi. Mộ Dung Yêu thu hồi trường kiếm, sau đó nhìn về phía trọng tài số 8. Mộ Dung Yêu của Kiếm Tông thắng. Lúc này, trọng tài số 8 tuyên bố. Kiếm thật nhanh, tốc độ của Lý Hàn và Thanh Kiếm đã rất nhanh, không nghĩ tới Mộ Dung Yêu của Kiếm Tông này còn nhanh hơn. Lý Hàn này cũng đủ xui xẻo, lại có thể gặp phải đệ tử Kiếm Tông. Ở trước mặt đệ tử Kiếm Tông mà hắn còn dám sử dụng kiếm, hắn đúng ta đang đời mà. Thực lực của Mỹ nữ Kiếm Tông này thật mạnh. Các người thấy nàng rút kiếm thế nào không ồ với tốc độ kia, đừng nói là ngăn cản, ngay cả nhìn ta cũng không nhìn thấy đâu. Thật may ta không phải cùng một tổ với nàng, nếu không thì đúng san tám đời xui xẻo rồi. Sau khi Mộ Dung Yêu xuống khỏi đài, nàng đi tới bên cạnh Dương Diệp và nói. Sắp đến lượt người chưa ồ. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Kiếm của nàng rất nhanh, ta nhìn thấy cũng có cảm giác tim đập thình thịch luôn. Đúng vậy. Tốc độ kiếm của Mộ Dung nhanh nhất trong người hắn đã từng thấy, nếu như nàng lĩnh ngộ thêm kiếm ý, ở dưới kiếm ý gia tăng, uy lực của tốc độ kia tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng khiếp. Mộ Dung Yêu lắc đầu, nói. Tốc độ kiếm nhanh thì thế nào, vẫn không phải là đối thủ của người. Người phải biết rằng, người đã lĩnh ngộ kiếm ý, người cũng biết kiếm ý áp chế đối với kiếm tu chúng ta rõ ràng hơn những cái khác. Mộ Dung Yêu nói đến đây lại dừng lại một lát, do dự một chút nàng mới nói. Có thể tiết lộ cho ta biết, người làm thế nào lĩnh ngộ kiếm ý khô ngồ. Thật ra, nàng là muốn hỏi, dù sao hỏi người khác về loại chuyện này là rất kiêng kỵ, nhưng nàng thật sự rất muốn biết nhiều hơn về ý cảnh loại kiếm ý này. Dương Diệp mỉm cười, nói. Thật ra mấu chốt để lĩnh ngộ kiếm ý vẫn ở chữ ngộ, cũng chính là chú ý vào tâm cảnh tiến bộ tới thời điểm chín muồi sẽ tự nhiên hiểu được. Nếu không, cho dù nàng có cố gắng tới mấy. Chỉ sợ cũng khó tính ngộ được loại ý cảnh này. Thật ra hắn không hiểu rõ quá nhiều về kiếm ý. Sở dĩ trước đây hắn tính ngộ được cũng già bởi vì biến hóa trên phương diện tâm cảnh. Về phần loại chuyện tâm cảnh biến hóa thế nào, hắn cũng không có cách nào nói chính xác được. Biến hóa trên phương diện tâm cảnh siêu. Mộ Dung Yêu khẽ thì thào. Chuyên đài luận số 9, Dương Diệp đệ tử Kiếm Tông đối chiến với Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia. Đúng lúc này, trọng tài của trên đài luận số 9 đột nhiên cao giọng nói. Mộ Dung Yêu nghe vậy thì thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn Dương Diệp nói. Cố gắng tên. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó phóng người nhảy tên một cái, rơi vào trên đài luận võ số 9. Sau khi Dương Diệp lên đài, rất nhiều người ở đó đều nhìn về phía hắn. Đương nhiên, những huyền giả tham gia thi đấu không ưa gì Dương Diệp, trước đây bọn họ đều ra sức truy sát hắn. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu lam cũng nhảy tên đài luyện võ, nữ tử trang phục màu xanh lam rất xinh đẹp, dáng người thon thả, nàng vừa tên đài lại thu hút ánh mắt của một số người rời khỏi Dương Diệp. Ta biết ngươi. Nữ tử tên là Bắc Minh Hữu Ngư không nhìn ánh mắt của mọi người, nàng nhìn Dương Diệp mở miệng nói trước. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói. Xem ra trước đây nàng cũng từng truy sát ta. Bắc Minh Hữu Ngư lắc đầu, nói. Ta không có đi truy sát ngươi. Dương Diệp lắc đầu, cổ tay hắn thoáng động, Tử Linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị ra tay, Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên nói. Đám người Thanh Hải cùng với Nam Cung Ngôn đều bị một mình người giết chết, đúng khô ngồ. Dương Diệp nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói. Nàng rốt cuộc là ai? Trước đây, hắn đã tiêu diệt tất cả những người đó, nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là người trong đám bọn họ được. Chẳng kẽ lúc đó, nữ nhân trước mắt này ở gần nhìn lén được siêu nhưng cũng không đúng. Lấy năng lực của vật nhỏ, còn không có người nào có thể che giấu được sự nhận biết của nó. Chí ít nữ tử trước mắt này không thể làm được. Bắc Minh Hữu Ngư tiếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta là Hải Tuyết, không biết Dương Huynh còn nhớ rõ khô ngồ. Hải Tuyết Tô. Dương Diệp sửng sốt, sau đó quan sát Bắc Minh Hữu Ngư và kinh ngạc nói.
sao có thể như vậy được? Đúng vậy, Bắc Minh Hữu Ngư trước mắt này cùng Hải Tuyết trước đây lại hoàn toàn là hai người khác nhau, bao gồm gương mặt cùng khí chất cũng hoàn toàn không giống nhau. Bắc Minh Hữu Ngư khẽ gật đầu, nói. Bởi vì một vài nguyên nhân, cho nên ta dịch dung tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, trước đây trong dãy núi Thanh Vân, cảm ơn Dương Huynh đã nhiều lần cứu giúp cùng nương tay, Hữu Ngư ta luôn ghi nhớ phần ân tình này ở trong lòng. Hóa ra là dịch dung. Dương Diệp khẽ gật đầu nhưng trong lòng có chút chấn động. Hắn chấn động vì thuật dịch dung của nữ tử trước mắt, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn ra được chỗ nào khác thường. Bây giờ hắn có rất nhiều kẻ thù, nếu như có thể học được thuật dịch dung này, hắn có thể bớt được rất nhiều phiền phức đây. Dương Diệp nghĩ đến đây lại nói. Bắc Minh cô nương có thể truyền thuật dịch dung này ra ngoài được Khô Ngô đương nhiên, ta sẽ bỏ ra cái giá thích hợp. Dương Huynh muốn học thuật dịch dung này sao? Bắc Minh Hữu Ngư có chút kinh ngạc nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vào lúc Bắc Minh Hữu Ngư chuẩn bị nói gì đó, phía dưới đột nhiên có người cao giọng nói. Sốt cuộc có lên hay không hà ồ không đáng lại nhanh xuống đi, đừng ở đây nói chuyện yêu đương làm lãng phí thời gian của mọi người. Đúng vậy, đây là đài duyện võ cứ không phải chỗ để nói chuyện yêu đương đâu, có thể nhanh hơn một chút được không hả sao? Hừ, nghe đồn Dương Diệp này là một người có thủ đoạn độc ác, nhanh gọn, quyết đoán. Hiện tại đối mặt Phi Phi ấy Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh ra lại nương tay, chẳng kẽ hắn coi trọng Bắc Minh Hữu Ngư người tan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn bộ dạng hai người bọn họ nói chuyện ngọt ngào như vậy, ta cảm thấy rất hay, tuy nhiên hai người này nhất định không thể nào thành đôi được đâu. Phải biết rằng, Nguyên Đồng và Lý Tiên Quân của Quỷ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Diệp, nói cách khác, lần này Dương Diệp có thể còn sống hay không cũng là một vấn đề. Hừ, Dương Diệp này là kẻ đáng chết, ban đầu khi ở trong dãy núi Thanh Vân, hắn đã thiếu chút nữa hại tất cả đám người chúng ta không thể về được. Nếu như không vì hắn thì huyền thú của đế quốc huyền thú sẽ không tập hợp lại, mà huyền thú không tập hợp lại thì chúng ta đã có thể thu được nhiều nội đan của huyền thú hơn nữa. Nhưng bây giờ, người lấy được số tượng nội đan của huyền thú đạt tiêu chuẩn lại chỉ có hơn 3.000, lần này ít hơn các lần khác không biết bao nhiêu lần đâu. Đúng vậy. Nếu như không phải vì hắn, có lẽ ta có thể thu được càng nhiều nội đan của huyền thú hơn, như vậy ta tại có cơ hội tiến vào Nguyên Môn hoặc Đế Quốc Đại Tần. Dưới đài, mọi người đang bàn luận ầm ĩ, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu tức giận mắng Dương Diệp. Trên đài, trọng tài số 9 lắc đầu, sau đó nhìn Bắc Minh Hữu Ngư cùng Dương Diệp và nói. Hai vị, bắt đầu đi. Dương Diệp không để ý đến trọng tài số 9, mà đi tới mép ngoài của đài luận võ. Ánh mắt đảo qua đám người phía dưới, sau đó cười và nói. Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người đều oán hận ta, thậm chí có rất nhiều người hận không thể giết được ta, bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, người nào không phục thì lên đài đồ. Đám người dưới đài luận võ số 9 nghe được Dương Diệp nói vậy thì tập tức im lặng, nhưng rất nhanh lại có người kêu gào. Dương Diệp, người điên cuồng cái gì chứ ồ thực lực ngươi đúng ta rất mạnh mẽ. Nhưng vậy thì thế nào on ở đây có rất nhiều người còn có thực lực mạnh hơn người. Người có bản lĩnh đi điên cuồng với bọn họ đi. Nếu như không phải người có con huyền thú thần bí kia, người ở trong dãy núi Thanh Vân đã sớm chết từ lâu. Nhân loại mà phải dựa vào huyền thú thì thật sự là nỗi sỉ nhục cho nhân loại. Đúng vậy, trước đây người nào đó thậm chí không thể đỡ nổi một chiêu của Nguyên Đồng, bây giờ còn không biết xấu hổ xuất hiện ở nơi này tỏ vẻ điên cuồng. Dưới đài luận võ. Mọi người mỗi người một câu, nhưng không ai dám đi lên đài chiến đấu cùng Dương Diệp. Trên đài, Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Bắc Minh Hữu Ngư, nói. Bắc Minh cô nương ra tay đi. Bắc Minh Hữu Ngư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía trọng tài số 9, nói. Ta chịu thua. Sau khi nàng nói xong, tại xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nếu như Dương Huynh thật sự cảm thấy hứng thú về thuật dịch dung này, sau khi Thanh Vân bảng kết thúc có thể tới Bắc Minh ra ta một chuyến. Nàng nói xong cũng không dừng lại, mà xoay người đi về phía dưới đài luyện võ. Trọng tài thoáng ngẩn người ra, hắn không nghĩ tới người đại biểu cho Bắc Minh ra, một trong 4 gia tộc lớn của đế đô lại có thể trực tiếp chịu thua như vậy. Cho dù nghe đồn thực lực của Dương Diệp thật sự không tệ, nhưng cũng không có khả năng mạnh mẽ đến mức làm cho Bắc Minh Hữu Ngư trực tiếp chịu thua được. Trong giây phút Bắc Minh Hữu Ngư chịu thua, không chỉ có trọng tài nghi ngờ không hiểu, những người dưới đài cũng sửng sốt, rõ ràng,
bọn họ không nghĩ tới Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia này lại có thể trực tiếp chịu thua được. Hữu Ngư tất nhiên sẽ không đi nói cho bọn họ biết, Dương Diệp khủng khiếp tới mức nào, nàng cũng không biết rõ về thực lực chân chính của Dương Diệp, nhưng nàng biết một điều. Đó chính là những người đi theo Nam Cung Môn đều chết ở trong tay Dương Diệp. Một lát sau, trọng tài phục hồi lại tinh thần mới liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, đệ tử kiếm tông thắng. Dương Diệp nghe vậy lại xoay người đi xuống dưới đài luận võ. Bắc Minh Hữu Ngư trực tiếp chịu thua làm cho hắn cũng thoáng ngẩn người ra, tuy nhiên suy nghĩ một chút hắn lại hiểu rõ. Có lẽ Bắc Minh Hữu Ngư trực tiếp chịu thua là bởi vì hắn ở trong dãy núi Thanh Vân đã thể hiện ra thực lực của mình, chẳng qua là Bắc Minh Hữu Ngư không biết, kẻ giết Nam Cung Môn cùng những người đó chính là vật nhỏ cùng một đám huyền thú. Sau khi xuống khỏi đài luận võ, Mộ Dung Yêu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp và hỏi. Người quen biết với Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia này sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Ta đã từng gặp nàng ở trong dãy núi Thanh Vân, đó là một nữ tử rất thông minh. Nàng đương nhiên thông minh rồi. Mộ Dung Yêu kiếc mắt nhìn Dương Diệp, nói. Nàng nổi danh là nữ tử có trí tuệ, ở đế đô, nàng thông minh tương đương với bạch thanh của công hội Phù Văn Sư và làm cho vô số người phải kiêng kỵ. Dương Diệp nghe được hai chữ bạch thanh lại tắc đầu. Hắn thực sự không thích nữ nhân này, càng không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với nàng. Bắc Minh Hữu Ngư trước mắt này lại tốt hơn một chút, cho dù hai người đều thông minh, nhưng tâm tính của nàng tốt hơn Bạch Thanh kia rất nhiều. Mấy trận so tài tiếp theo đều không nằm ngoài dự đoán của mọi người, cũng không xuất hiện nhân vật tài giỏi xuất chúng nào, dù sao bây giờ còn đang trong giai đoạn đào thải lớn. Tuy nhiên những cuộc chiến đấu vẫn rất đặc sắc, đặc biệt một ít huyền kỹ kỳ ạ. Còn có một vài chiêu thức kỳ lạ và các cách thức công kích khác nhau cũng làm cho mọi người phía dưới có thể nói là nhìn no mắt. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cùng Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung lại nhanh chóng lên đài, không có gì bất ngờ, hai nàng đều trực tiếp sử dụng một chiêu giải quyết đối thủ của mình. Điều này làm cho mọi người lại một lần nữa thấy được sự mạnh mẽ của đệ tử sáu thế lực lớn, cũng khiến cho vô số người càng quyết tâm tiến vào thế lực tông môn. Lý Tiên Quân của Quỷ Tông chiến đấu với Dương Diệp đệ tử Kiếm Tông. Đúng lúc này, trên đài luận võ số 9 đột nhiên truyền ra một âm thanh vang dội, làm cho mọi người ở đây đều trở nên yên tĩnh, trong phút chốc vô số người tại bàn tán xôn xao. Kiếm Tông cùng Quỷ Tông là hai tông môn đối địch nhau, điều này căn bản không phải bí mật gì ở Nam Vực. Trong Thanh Vân bảng lần trước, nếu không phải đệ tử Kiếm Tông chết hết thì chính là đệ tử Kiếm Tông chết hết, bây giờ đệ tử của hai tông này rút thăm cùng một tổ, đây chắc chắn là một trận chiến đấu kịch liệt. Bởi vì Quỷ Tông cùng Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không nương tay với đối phương. Nói đơn giản một chút chính là chỉ cần đệ tử Kiếm Tông chiến đấu cùng đệ tử của Quỷ Tông thì nhất định sẽ có một bên phải chết. Giờ phút này, không còn ai để ý tới các đài luận võ khác nữa. Bởi vì tất cả mọi người căn bản đều vây quanh phía dưới đài luận võ số 9. Ngay cả Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cùng với Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung cũng quan tâm tới tình hình của đài huyện võ số 9. Tuông mắt của mọi người. Dương Diệp cùng Quỷ Tông Lý Tiên Quân nhảy lên đài luyện võ, hai người lại không có trực tiếp ra tay. Ta không nghĩ tới chúng ta lại nhanh chóng gặp mặt nhau như vậy. Lý Tiên Quân nhìn Dương Diệp, cười nói. Cổ tay Dương Diệp thoáng động, Tử Linh Kiếm đã xuất hiện ở trong tay, hắn nói. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta nhanh chóng gặp nhau như vậy, chỉ có điều như vậy cũng tốt, người đến đây đi. Để cho ta xem thử ai là người có thể sống sót đến giây phút cuối củ ngô, ai là người nằm tại ở trên đài luận võ nào. Ồ, Dương Diệp không có thù hận gì với người trước mắt, nhưng bởi vì quan hệ với Tô Thanh Thi, hắn không thể không giết chết đối phương, đương nhiên đối phương cũng không thể không giết hắn, nếu như vậy, giữa bọn họ tại quyết định chỉ có thể có một người sống sót. Cổ tay Lý Tiên Quân thoáng động, thanh kiếm đao màu đen đã xuất hiện ở trên tay hắn. Lý Tiên Quân tiện tay múa một vòng và cười nói. Giữa ta với người vốn không có ân oán gì, nhưng đáng tiếc, tông môn của người và ta tại làm cho chúng ta trở thành kẻ thù. Thực lực của người không tệ, ta cũng rất thích tính cách của người, nhưng ta không thể không giết người, nếu không ta rất khó ăn nói được với tông môn. Cho nên, ngày hôm nay người phải chết. Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía trọng tài nói. Có thể bắt đầu được chưa? Trận thi đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, trọng tài tại tuyên bố. Trọng tài vừa dứt lời, chỉ thấy Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trên đài đồng thời lập tức biến mất, sau đó một tiếng kim loại va chạm vang lên ở trên đài luận võ. Giờ phút này,
tất cả mọi người ở đó đều sôi trào, cuộc chiến đấu giữa các đệ tử tông môn chính tà cuộc chiến đấu mà bọn họ mong đợi, lần này sẽ không xuất hiện cảnh tượng nghiêng về một phía giống như mấy lần trước nữa. Lần này, bọn họ có thể xem một cách thoải mái rồi. Nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân chiến đấu trên đài, trong mắt Mộ Dung Yêu dưới đài hiện lên một tia lo âu. Nàng đã tự mình lãnh giáo qua thực lực của Lý Tiên Quân. Trước đây Lý Tiên Quân còn có thể bình yên rời đi khiến nàng biết mình không đánh lại được Lý Tiên Quân, phải nói là chênh lệch giữa nàng cùng Lý Tiên Quân quá lớn. Mà đối với thực lực của Dương Diệp, nàng chẳng qua chỉ hiểu được đại khái là thực lực của Dương Diệp rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh tới mức nào, trong lòng nàng cũng không rõ. Cho nên, khi nàng nhìn thấy Lý Tiên Quân chiến đấu cùng Dương Diệp, trong lòng nàng có chút lo lắng không yên. Ở nơi nào đó dưới đài luận võ số 9, Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trên đài, nói. Lãnh Tâm Nhiên, trong hai người bọn họ, người nghĩ ai sống ai chết tổ. Lãnh Tâm Nhiên đứng ở bên cạnh Văn Nhân Nguyệt trầm ngâm một lát, nói. Hai người này đều có thực lực rất cường đại. Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, nói. Ta đã giao đấu với Dương Diệp rồi, thực lực của hắn rất mạnh, với địa vị của Lý Tiên Quân này. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được sát ý tu la, nói vậy hắn cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Bây giờ hai người lại gặp nhau, hẳn là một trận chiến đáng để xem. Người đã giao đấu cùng Dương Diệp rồi siêu. Lãnh Tâm Nhiên hỏi. Văn Nhân Nguyệt gật đầu nói. Thực lực của hắn rất mạnh và cũng rất thần bí. Ta không nắm chắc có thể đánh thắng được hắn. Nghĩ đến thực lực Dương Diệp đã thể hiện ra trước đó, Lãnh Tâm Nhiên khẽ gật đầu tán đồng. Sau đó. Hắn không nói thêm lời nào, mà nhìn về phía Dương Diệp ở trên đài luận võ. Nàng vẫn nhớ Dương Diệp vẫn nợ nàng hai bằng linh quả. Ở trên tường thành của Hoàng Cung, nơi mà mọi người không nhìn thấy được, Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân chiến đấu ở phía dưới, trong đôi mắt lộ ra vẻ lo âu. Mà cách nàng không xa là Khô Cốt đang bình tĩnh và cười thản nhiên, giống như Lý Tiên Quân chắc chắn sẽ thắng vậy. Để cho cuộc so tài được công bằng. Cho nên trưởng bối trong sư môn của các huyền giả tham gia Thanh Vân Bảng đều không thể xuất hiện ở đây, bọn họ chỉ có thể đứng ở chỗ này xem cuộc tranh tài, bởi vì trước kia đã từng phát sinh chuyện sư môn trưởng bối không muốn đệ tử của mình bỏ mạng, đã cứng rắn nhúng tay vào chuyện tranh tài. Cho nên, từ đó về sau, đế quốc Đại Tần lại đặc biệt thu xếp một nơi như thế cho các sư môn trưởng bối. Ngọc Hành Huynh, thực lực của Dương Diệp trong kiếm tông quả thật không tệ. Chẳng qua. So sánh với Lý Tiên Quân tại vẫn kém hơn một chút, phải biết rằng Lý Tiên Quân lúc này đã tà tiên thiên cứu phẩm đỉnh phong rồi. Thanh Vân Tử của Nguyên Môn nhìn Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trên đài luận võ, hắn cười nhạt nói. Ngọc Hành khẽ nói một tiếng. Chắc hẳn Thanh Vân Huynh hiểu rõ, đối với loại yêu nghiệt như bọn chúng, dù cảnh giới có chênh lệch mấy phẩm đi nữa, căn bản cũng không tính là gì cả. Phải vậy không? Thanh Vân Tử cười nhạt, sau đó nói. Vậy hãy để cho chúng ta chờ xem trong Thanh Vân Bảng lần này, cuối cùng là Kiếm Tông thắng, hay là Quỷ Tông thắng. Ngọc Hành không nói thêm lời nào, sâu trong đôi mắt hắn cũng hiện lên một sự lo lắng, hắn không phải lo lắng về sinh tử, mà lo lắng nếu như Dương Diệp thất bại, Kiếm Tông phải làm sao. Phải biết rằng, lúc này Kiếm Tông thật sự cần có người tiến vào trước 30, để tranh thủ cho Kiếm Tông thêm vài vị trí. Nếu không, tình cảnh của Kiếm Tông trong mấy năm sau này sẽ rất xấu hổ. Cho dù sắc mặt của Khô Cốt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lúc này cũng đang lo lắng. Ở trong dãy núi Thanh Vân, Quỷ Tông đã tổn thất tu la cùng với một đệ tử khác. Cho nên, lúc này Lý Tiên Quân rất quan trọng. Nếu như Lý Tiên Quân thắng, vậy Kiếm Tông sẽ càng túc càng xuống dốc, điều này là chuyện tốt đối với Quỷ Tông. Nhưng nếu như Lý Tiên Quân thua, vậy mấy năm sau này sẽ biến thành Quỷ Tông càng túc càng xuống dốc, bởi vì lúc này Quỷ Tông chỉ có Lý Tiên Quân tham gia thi đấu. Nếu như Lý Tiên Quân thất bại, cũng có nghĩa là Quỷ Tông không chỉ tốn thất một thiên tài siêu cấp, trong mấy năm nữa, Quỷ Tông sẽ giống như Kiếm Tông bây giờ, ngoại môn không người. Cho nên, bất kể ra đối với Kiếm Tông hay Quỷ Tông, trận chiến này đều rất quan trọng. Cả hai tông đều không thua nổi. Tiên đài luận võ đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn. Sau đó Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân tách ra. Dương Diệp cầm Tử Linh kiếm trong tay, nhìn Lý Tiên Quân ở phía đối diện. Sắc mặt hắn có phần nghiêm trọng. Không thể không nói, thực lực của Lý Tiên Quân quả thật rất mạnh, bất kể là phản ứng chiến đấu, hay là thực lực của bản thân đối phương đều vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là thanh liêm đao màu đen kỳ lạ trong tay của Lý Tiên Quân.
nó làm cho hắn cũng phải e ngại. Nếu như không phải tử linh kiếm đã từng là đạo khí, sợ rằng lúc này nó đã bị thanh kiếm đao màu đen kia phá hủy. Lúc này sắc mặt của Lý Tiên Quân cũng rất nghiêm trọng, trên mặt hoàn toàn không có ý cười nữa. Từ lúc giao đấu cùng Dương Diệp tới nay, hắn biết mình hình như đã xem thường khả năng tĩnh ngộ kiếm ý của Dương Diệp. Bởi vì lúc trước Dương Diệp không thi triển ra kiếm ý, đã chiến đấu ngang với hắn. Lý Tiên Quân khẽ thở dài, hắn vung tay kên, thanh kiếm đao màu đen cắt qua không khí, chỉ thẳng về phía Dương Diệp ở đối diện, nói. Ngươi hãy thi triển ra tất cả thực lực của mình, nếu không người sẽ không có cơ hội nào nữa đâu. Dương Diệp không nói nhiều, chân phải của hắn chợt đạp xuống đất, mượn lực từ mặt đất truyền đến, thân hình giống như một quả đạn pháo bắn mạnh về phía Lý Tiên Quân. Trên đường lao tới, cổ tay hắn thoáng động, một đường ánh sáng màu vàng lập tức hiện lên. Đó là một đường kiếm khí màu vàng bắn ra trước, lập tức đi tới trước mặt Lý Tiên Quân. Thấy kiếm khí màu vàng bắn nhanh đến, Lý Tiên Quân khẽ hừ lạnh một tiếng, liềm đao màu đen trong tay hắn nhẹ nhàng rạch một cái. Chỉ nghe vào một tiếng, đường kiếm khí màu vàng của Dương Diệp lập tức bị tách ra thành hai nửa. Nhưng ngay vào lúc này, Lý Tiên Quân đột nhiên biến sắc, sau đó cổ tay hắn nhất thời chuyển động, liềm đao màu đen trong tay được đưa lên ngăn cản trước mặt. Keng! Lý Tiên Quân vừa giơ liềm đao màu đen ngăn cản ở trước mặt, tử linh kiếm trong tay Dương Diệp lại đánh vào trên thanh liềm đao của hắn. Lực lượng quá mạnh làm cho Lý Tiên Quân phải lui về phía sau mấy bước. Dương Diệp đánh một kiếm đẩy lùi Lý Tiên Quân, nhưng hắn không dùng tay. Hắn thi triển ra tật phong bộ và lập tức đi tới trước mặt Lý Tiên Quân, sau đó cổ tay chuyển động, tử linh kiếm nhanh chóng vung lên. Tốc độ kiếm của Dương Diệp không nhanh như Mộ Dung Yêu, nhưng lực lượng Mộ Dung Yêu lại không lớn bằng Dương Diệp. Mỗi lần kiếm của Dương Diệp bổ vào trên liềm đao Lý Tiên Quân, lập tức sẽ có một tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó Lý Tiên Quân lại lùi về phía sau vài bước. Lúc này Dương Diệp công kích giống như mưa rền gió dữ, đè ép Lý Tiên Quân, mọi người dưới đài nhìn thấy được đều vô cùng khiếp sợ. Lực lượng thật sự quá mạnh. Nhìn mỗi một kiếm của Dương Diệp đều ép Lý Tiên Quân bị chấn động lùi về phía sau, Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung kinh ngạc nói. Văn Nhân Nguyệt ở bên cạnh nàng cũng khẽ gật đầu tán đồng. Lúc trước, nàng đã từng tĩnh giáo qua lực lượng của Dương Diệp. Nhưng khi đó, nàng còn chưa phát hiện ra lực lượng của Dương Diệp lại mạnh tới như vậy. Rõ ràng, thời gian ở trong dãy núi Thanh Vân, lực lượng thân thể của Dương Diệp khẳng định lại tăng lên. Tiên đài luận số 1, Tần Du Nhiên liếc mắt nhìn đài luận võ số 9, sau đó hắn lại nhắm lại hai mắt, không quan sát nữa. Đối với hắn, đối thủ của hắn chính là Nguyên Đồng, trong số những người khác, cũng chỉ có hai nàng ở Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung có thể làm cho hắn phải để ý mà thôi. Ở trong mắt những người khác, Dương Diệp cùng Quỷ Tông Lý Tiên Quân có thể tính là không tệ, nhưng ở trong mắt Tần Du Nhiên hắn tại chẳng là gì cả. Không nghĩ tới Dương Diệp này lại có thể mạnh tới mức đánh ép được Lý Tiên Quân như vậy. Dưới đài luận võ, có huyền giả chấn động nói. Bây giờ chẳng qua chỉ mới làm nóng người mà thôi, trò hay thật sự còn đang ở phía sau cơ. Chúng ta cứ chờ xem thử, lần này là Kiếm Tông hay Quỷ Tông sẽ thua. Chấm. Tiên đài luận võ số 9, Lý Tiên Quân đã lùi đến sát mép đài luyện võ, nếu lại lùi thêm mấy trượng nữa thì hắn chỉ có thể nhận thua. Hắn đương nhiên sẽ không chịu thua như vậy. Sau khi lại bị một kiếm của Dương Diệp làm chấn động đến mức lui về phía sau thêm mấy bước, khi Dương Diệp lại đi tới trước mặt Lý Tiên Quân lại không dùng liềm đao trong tay để đón đỡ, mà quát khẽ một tiếng. Huyết ảnh bộ. Lý Tiên Quân vừa dứt lời, thân thể đột nhiên biến mất. Sau đó chợt hiện ra ở cách đó một trượng, liềm đao trong tay mang theo tiếng xé gió quét về phía đầu của Dương Diệp. Cảm nhận thấy liềm đao kéo tới, sắc mặt Dương Diệp không đổi, hắn bước lệch sang một bên và tránh thoát được một liềm đao này, sau đó tử linh kiếm trong tay hắn chém ngang bụng của Lý Tiên Quân. Nhưng vào lúc này Lý Tiên Quân lại lập tức biến mất một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện bên trái của Dương Diệp, liềm đao đột ngột quét tới trên đầu Dương Diệp. Lần này, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Thân pháp này của đối phương rất kỳ lạ, hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng đưa ngang tử linh trong tay tên ngăn cản. Keng! Giữa sân vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau. Dương Diệp ngăn cản được liềm đao của Lý Tiên Quân, đồng thời tay trái biến thành kiếm chỉ thoáng động, một đường kiếm khí màu vàng tập tức bắn nhanh về phía Lý Tiên Quân. Lý Tiên Quân biến sắc, thân hình cong lên, nhưng vẫn quá muộn. Kiếm khí màu vàng đã bắn xuyên qua vai trái của hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Mà Khô Cốt đứng ở trên lầu tại của thành thì tối sầm mặt tại. Hắn không nghĩ tới Lý Tiên Quân tại có thể bị thương trước. Nhưng vẫn còn may, đó không phải là vết thương chí mạng. Chẳng qua Dương Diệp hình như không yếu như hắn nghĩ. Tô Thanh thì cùng Ngọc Hành lại vui mừng. Lý Tiên Quân bị thương, khiến bọn họ nhìn thấy được hy vọng giành chiến thắng. Sau một chiêu đánh cho bị thương Lý Tiên Quân, Dương Diệp thừa thắng xông lên, thân hình hắn thoáng động, mang theo một tàn ảnh lao nhanh về phía Lý Tiên Quân. Mà vào lúc này, Lý Tiên Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn dữ tợn nhìn Dương Diệp và gầm lên một tiếng phẫn nộ, trong tay hắn cầm liềm đao màu đen chợt chém ngang ra, một ảnh sáng đỏ như máu tạo thành hình vòng cung bắn ra khỏi đỉnh của liềm đao. Sắc mặt Dương Diệp thoảng biến đổi, vội giơ ngang kiếm. Keng! Tử Linh kiếm chấn động mạnh, hai chân của Dương Diệp lướt trên mặt đất và lui lại chừng 20 bước. Lý Tiên Quân cầm liềm đao màu đen trong tay chậm rãi đi về phía Dương Diệp, trên liềm đao, từng tia khí đen không ngừng hiện ra, phần tơ máu dính ở trên đỉnh liềm đao còn nhanh chóng di chuyển quỷ dị hơn. Mà ở trên người Lý Tiên Quân cũng xuất hiện khí đen quỷ dị. Lúc này Lý Tiên Quân lại giống như từ sâu bên trong địa ngục đến. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Khô Cốt trên tường thành Hoàng Cung mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói. Cuối cùng cũng thật sự ra tay rồi. Dương Diệp nhìn Lý Tiên Quân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được một sát khí vô hình đang lao tới trước mặt hắn. Loại sát khí này làm cho toàn thân hắn thấy rất không thoải mái. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn cũng không nương tay nữa, để cho kiếm ý phun mạnh ra ngoài. Sau khi kiếm ý xuất hiện, luồng sát khí này lập tức biến mất. Cùng lúc đó, những huyền giả đeo trường kiếm có mặt phía dưới đài đều cảm nhận được trường kiếm trong tay mình đang run rẩy kịch liệt, dường như muốn rời khỏi vỏ kiếm để phóng lên cao vậy. Khi phát hiện ra cảnh tượng như vậy, mọi người phía dưới đều xôn xao bàn tán. Là kiếm ý, đây lại là kiếm ý. Không ngờ Dương Diệp đã lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hắn lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết, khó trách được hắn lại lớn lối như thế, hóa ra là lĩnh ngộ kiếm ý. Hình như ngoại trừ Túy đạo nhân trong truyền thuyết ra, kiếm tông vẫn không có bất kỳ người nào kính ngộ kiếm ý thì phải. Dương Diệp này thật biết cách che giấu. Đúng vậy, Lý Tiên Quân của Quỷ Tông gặp nguy hiểm rồi. Cho dù thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng sao có thể là đối thủ của Dương Diệp đã tính ngộ kiếm ý chứ? Xem ra, chỉ có Văn Nhân Nguyệt của Băng Tuyết Cung cùng Lãnh Tâm Nhiên của Bách Hoa Cung, còn có Tần Du Nhiên của Đế Quốc Đại Tần mới có thể chiến thắng được Dương Diệp này mất. Dưới đài luận võ, Lãnh Tâm Nhiên kiếc mắt nhìn Văn Nhân Nguyệt, nói. Người đã biết trước hắn lĩnh ngộ được kiếm ý sao? Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, tẩm bẩm nói. Không chỉ có vậy thôi đâu. Lãnh Tâm Nhiên nghe vậy tại thoáng biến sắc. Trên tường thành Hoàng Cung, hai người Khô Cốt của Quỷ Tông cùng Thải Phượng của Bách Hoa Cung cũng biến sắc, đồng thời trong mắt hai người đều lóe lên ánh sáng sắc bén. Đặc biệt là trong mắt Thải Phượng căn bản không che giấu sát ý lạnh lẽo. Thiếu niên thiên tài tĩnh ngộ kiếm ý, sau này đạt tới mức nào đó có thể sẽ uy hiếp đến Quỷ Tông cùng Bách Hoa Cung. Khi Dương Diệp thi triển ra kiếm ý, Tần Du Nhiên ở đài luyện võ số 1 ải mở hai mắt ra, liếc nhìn về phía Dương Diệp, rồi nhắm mắt tại. Chẳng qua là kiếm ý tầng 1 mà thôi, còn chưa đủ tư cách để cho hắn coi trọng. Trên đài luận võ, Lý Tiên Quân cảm nhận được một lực lượng vô hình áp chế và ràng buộc mình, sắc mặt hắn dữ tợn nói. Thước kia, người đã kính ngộ ý cảnh rồi sao? Lý Tiên Quân nói dứt lời lại đi về phía trước một bước, sau đó một lực lượng vô hình giống như nước thủy triều tràn ra, tập tức trung hòa với kiếm ý của Dương Diệp. Mà cùng lúc đó, một số người ở gần đài luận võ nhất đã không kìm chế được phải lui về phía sau, bởi vì sát ý này thật sự quá khủng khiếp, trong nháy mắt bọn họ thiếu chút nữa đánh mất thần trí của mình. Là sát ý. Dưới đài, có người kinh ngạc kêu tên. Thật sự là sát ý, không ngờ được Quỷ Tông tại có hai người tĩnh ngộ sát ý, đáng tiếc cho tu la kia phải chết ở dãy núi Thanh Vân, nếu không Quỷ Tông sẽ quật khởi mất. Ha ha, có trò hay để nhìn rồi. Sát ý đấu với kiếm ý, vừa suy nghĩ thôi lại khiến người ta thấy hưng phấn. Đúng vậy, khó có được một trò hay như vậy, cuối cùng là sát ý hay kiếm ý mạnh hơn đây. Sau khi Lý Tiên Quân thể hiện ra, dưới đài luận vẽ lại xôn xao. Kiếm ý đấu với sát ý. Không thể nghi ngờ đây chính là trận so tài khiến người ta mong chờ nhất từ khi vòng thi đấu thứ 2 bắt đầu đến bây giờ.
Văn Nhân Nguyệt cùng Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều là hiện lên một tia bất ngờ, rõ ràng, các nàng cũng không nghĩ tới Lý Tiên Quân lại có thể cũng lĩnh ngộ sát ý. Nói cách khác, lần này Quỷ Tông có hai người lĩnh ngộ sát ý, nếu như Tu La không chết thì trong tương lai, thế hệ trẻ của Quỷ Tông tuyệt đối hơn chắc thế hệ trẻ của Kiếm Tông. Đương nhiên, nếu như Dương Diệp thất bại tổng chiến đấu tiếp theo, vậy trong khoảng thời gian rất dài sau đó, Kiếm Tông đều sẽ bị Quỷ Tông ép nặng. Đồng thời, nếu như Lý Tiên Quân thua, vậy sau này Quỷ Tông sẽ bị Kiếm Tông ép nặng. Cho nên, mọi người mới nói cuộc chiến đấu giữa Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân có liên quan đến tương lai của Quỷ Tông cùng Kiếm Tông cũng không sai. Lúc này, trên tường thành Hoàng Cung, sắc mặt Kiếm Tông Ngọc Hành, Tô Thanh Thi, còn có Khô Cốt của Quỷ Tông đều trở nên nghiêm trọng, bởi vì không quan tâm là tông môn nào, cuộc chiến đầu lần này đều rất quan trọng. Lúc này, cả hai tông đều không thua nổi, đặc biệt là Quỷ Tông, bởi vì một khi thua, vậy Lý Tiên Quân tuyệt đối sẽ chết. Mà một khi Lý Tiên Quân chết đi, vậy đại biểu cho Quỷ Tông lần này không có ai có thể tiến vào trước 30. Không ai tiến vào trước 30, mấy năm sau này, tình cảnh của Quỷ Tông sẽ rất tệ hại. Trên đài luận võ, Dương Diệp nhìn Lý Tiên Quân với sắc mặt bình tĩnh. Lúc trước Lý Tiên Quân thi triển ra sát ý, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy bất ngờ, sau đó lại thoải mái. Cho tới nay, địa vị của Lý Tiên Quân đều cao hơn Tu La, cho nên trước đó hắn đã suy đoán Lý Tiên Quân có khả năng đã tĩnh ngộ sát ý. Quả nhiên là vậy. Lý Tiên Quân chậm rãi đi về phía Dương Diệp, hắn vừa đi vừa nói. Cho tới nay, bản thân ta đều cho rằng mình không đánh giá người quá thấp. Nhưng ta sai rồi, cho tới nay, ta đều đánh giá thấp ngươi, cho nên lúc trước ta mới phải trả giá đắt. Nhưng bây giờ, ta sẽ không đánh giá thấp người nữa. Lý Tiên Quân nói xong, thân hình lập tức biến mất, rồi xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt Dương Diệp, sau đó liêm đao kèm theo tiếng xé gió vang tên, quét về phía trong ngực của Dương Diệp với tốc độ cực nhanh. Rất nhiều huyền giả ở đây đều không có cách nào nhìn thấy rõ động tác của Lý Tiên Quân thế nào. Mà vào lúc này, Dương Diệp làm một hành động khiến cho vô số người đều khiếp sợ cùng không hiểu. Dương Diệp không né tránh, cũng không đón đỡ, chỉ thấy cổ tay hắn thoáng động, Tử Linh kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực của Lý Tiên Quân. Hắn muốn lấy mạng đổi mạng sao? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người đều không hiểu nổi. Ngay cả Khô Cốt cùng với đám người Thanh Vân Tử đang ở trên tường thành cũng nhíu mày, không biết vì sao Dương Diệp muốn làm như vậy. Chỉ có Tô Thanh Thi hiểu rõ tại sao Dương Diệp muốn làm như thế. Bởi vì chỉ có nàng biết thân thể của Dương Diệp có thể so sánh với huyền thú vương cấp. Nhưng cho dù là vậy, trong mắt nàng vẫn hiện ra sự lo lắng. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Lý Tiên Quân tập tức nhíu mày. Lẽ nào Dương Diệp thật sự muốn lấy mạng đổi mạng với hắn sao? Chẳng qua, tại sao Dương Diệp muốn làm như thế? Hay là hắn còn có chiêu bài gì mà mình chưa được biết? Giờ phút này, rất nhiều ý nghĩ không ngừng hiện lên ở trong đầu của Lý Tiên Quân. Cho dù lúc này hắn đặc biệt nghi ngờ, nhưng hắn đã không có cách nào thu chiêu, bởi vì khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Ở dưới ánh mắt không hiểu của mọi người, kiếm của Dương Diệp cùng kiếm đao màu đen của Lý Tiên đã va chạm ở ngay trước ngực của hai người. Khi kiếm đao màu đen của Lý Tiên Quân vừa tiếp xúc đến thân thể Dương Diệp, sắc mặt hắn lập tức biến hóa kịch liệt, sau đó tập tức phẫn nộ quát. Huyết ảnh độn. Lý Tiên Quân vừa dứt lời, thân thể tập tức biến mất một cách quỷ dị, sau đó xuất hiện cách đó 10 trương. Mà lúc này, khóe miệng Lý Tiên Quân tràn ra một dòng máu tươi. Không chỉ như vậy, ở trước ngực Lý Tiên Quân còn xuất hiện một mũi kiếm, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Mà trái lại, trước ngực Dương Diệp chẳng qua chỉ rách phần trang phục, từ chỗ trang phục bị rách có thể nhìn thấy trên da của Dương Diệp có xuất hiện một vết máu mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều huyền giả đều cảm thấy nghi ngờ không hiểu nổi. Thân thể của hắn lại được tăng cường rồi. Dưới đài, Văn Nhân Nguyệt nhìn Dương Diệp trên đài và trầm giọng nói. Đúng vậy, rất nhiều người phía dưới căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng vừa rồi. Lúc liêm đao của Lý Tiên Quân tiếp xúc đến thân thể Dương Diệp, liêm đao lại không có cách nào tiến thêm một bước, kiếm của Dương Diệp thì trực tiếp đâm xuyên qua lớp da của Lý Tiên Quân, đâm thẳng về phía trái tim của Lý Tiên Quân. Nếu như không phải Lý Tiên Quân phản ứng nhanh, vội vàng thi triển ra huyết ảnh độn huyền kỹ thân pháp địa cấp trung phẩm của Quỷ Tông thì sợ rằng lúc này Lý Tiên Quân đã là một thi thể rồi. Phòng ngự của cơ thể không tồi, khó trách lúc trước có thể đỡ một quyền của ta mà không bị thương, thú vị. Phía trên thành,
không biết Nguyên Đồng đã xuất hiện ở phía sau Thanh Vân Tử từ khi nào, hắn nhìn Dương Diệp đứng trong sân, cười nhạt nói. Ngươi đã giao đấu với hắn sao? Thanh Vân Tử nhìn Nguyên Đồng rồi hỏi. Nguyên Đồng gật đầu, cười nói. Vân Lão đừng lo, dù cho hắn có lĩnh hội kiếm ý, dù cho cơ thể có thể so sánh với huyền thú cấp vương thì cũng sẽ bị đạp dưới chân thôi. Nguyên Đồng nói với giọng điệu rất tự tin. Thanh Vân Tử nghe xong lại gật đầu. Hắn hiểu rất rõ về thực lực của Nguyên Đồng. Tuy Dương Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, cơ thể có thể sánh ngang với huyền thú cấp vương, nhưng giống như Nguyên Đồng đã nói, Dương Diệp vẫn sẽ bị Nguyên Đồng đạp dưới chân mà thôi. Trừ Dương Diệp ra, chẳng phải đám người phía dưới kia cũng vậy sao? Có thể nói, tương lai ngàn năm sau của Nam Vực sẽ do Nguyên Đồng nắm giữ, cũng sẽ do Nguyên Môn nắm giữ. Trên đài luận võ, Lý Tiên Quân lau vết máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, hai mắt híp lại và trầm giọng nói. Phòng ngự có thể sánh ngang với một huyền thú cấp vương, ta thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Lý Tiên Quân vẫn cảm thấy thực lực của Dương Diệp chỉ bằng sư đệ của hắn, không chênh lệch gì nhiều so với Tu La đã chết kia. Nhưng sau vài lần giao đấu, hắn chợt nhận ra thực lực của kẻ đang đứng trước mặt hắn còn vượt xa hơn sức tưởng tượng của hắn rất nhiều. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lý Tiên Quân nói. Trước giờ người vẫn luôn đánh giá thấp ta, cho đến bây giờ, người vẫn đang đánh giá thấp về ta nhỉ. Ha! Lý Tiên Quân nhíu mày nói. Xem ra người vẫn còn giấu một con át chủ bài cực mạnh. Ta thật sự rất muốn xem thử. Dương Diệp không nói gì, chỉ thi triển tật phong bộ. Có tật phong bộ cộng thêm giày tật phong, trong nháy mắt tốc độ của Dương Diệp đạt đến cực đại, cơ thể chỉ lưu lại tàn ảnh phía sau, còn bản thể đã phóng tới trước mặt Lý Tiên Quân. Sau đó, tử linh kiếm trong tay Dương Diệp bổ xuống người Lý Tiên Quân như cuồng phong bão táp. Dương Diệp rất muốn thi triển tất cả thực lực để giải quyết Lý Tiên Quân, nhưng hắn không thể. Vì phía sau Lý Tiên Quân còn có những kẻ mạnh hơn nhiều, nếu giờ hắn thể hiện ra toàn bộ thực lực, vậy những cuộc chiến đấu sau đó sẽ càng khó khăn hơn, vì hắn đã bị người khác đề phòng rồi. Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần, Nguyên Đồng của Nguyên Môn, còn có hai cô nương của hai cung luôn xem thường hắn nữa. Để bọn họ càng xem thường hắn, thì cơ hội Dương Diệp đạt được hạng nhất của Thanh Vân bảng càng cao hơn. Còn ngược lại, nếu bọn họ coi trọng hắn, những trận chiến sau đó của hắn sẽ ngày càng gian nan. Trên đài luận võ, Dương Diệp và Lý Tiên Quân người đến thì ta đi, tốc độ ra tay của cả hai người khiến rất nhiều người đứng phía dưới phải trợn mắt há mồm, vì rất nhiều người ở đây không thể nhìn rõ được hành động của cả hai người, bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng âm thanh giao tranh không ngừng vang lên trên đài luận võ. Sau một lúc lâu, y phục trên người Lý Tiên Quân đã rách tơi tả, ngoài ra thì trên người Lý Tiên Quân cũng xuất hiện vô số đường kiếm, tuy quần áo Dương Diệp có rách một chút, nhưng cơ thể không có một vết thương nào. Suốt một canh giờ giao đấu tới giờ, Dương Diệp vẫn luôn là người chiếm thế thượng phong. Đấu pháp của Dương Diệp có chút vô lại, vì bây giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chỉ cùng Lý Tiên Quân ấy vết thương đổi lấy vết thương. Phòng ngự của Lý Tiên Quân sao có thể mạnh bằng hắn được? Nên khi chiến đấu, toàn thân Lý Tiên Quân bị thương, còn hắn thì vẫn hoàn hảo không tì vết. Vô số huyền giả đứng bên dưới, đặc biệt tà huyền giả của chín tôi đài nhìn Dương Diệp ở trên đài luận võ, đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì phòng ngự cơ thể của Dương Diệp thật quá khủng bố. Thanh kiếm đạo trong tay Lý Tiên Quân của Quỷ Tông ít nhất cũng phải là huyền bảo địa cấp, nhưng dù có thêm vào sát ý đi nữa cũng không thể làm rách được lớp da đó của Dương Diệp. Nếu đổi lại à bọn họ đứng trên đài luận võ. Dù Dương Diệp chỉ đứng yên cho bọn họ giết thì bọn họ cũng chưa chắc đã giết được. Thanh kiếm đạo và trường kiếm va chạm vào nhau, Lý Tiên Quân cùng Dương Diệp nhanh chóng tách ra. Cảm nhận được cả người mình toàn là máu, Lý Tiên Quân hít một hơi thật sâu, sau đó huyền khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, hắn chậm rãi nâng thanh kiếm đạo màu đen lên, chỉ về phía Dương Diệp ngoài xa nói. Khi gặp ngươi, ta đã phạm phải rất nhiều sai lầm, nhưng giờ, ta cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không phạm một sai lầm nào nữa. Lý Tiên Quân nói xong thì khép hờ đôi mắt, ngay sau đó là vô số luồng khí đen xuất hiện, chúng nhanh chóng bao phủ lấy Lý Tiên Quân, bên trong các luồng khí đen còn có vô số tơ máu lưu chuyển rất nhanh, nhìn rất quỷ dị. Bây giờ, Lý Tiên Quân cảm thấy rất uất ức, vì hắn giao đấu cùng Dương Diệp lâu như thế, không những chỉ có hắn bị thương, mà hắn còn bị Dương Diệp chèn ép. Thân là một nhân vật tuổi trẻ tài năng có tiếng của Quỷ Tông, hắn chịu làm sao được sự nhục nhã này chứ? Vậy nên hắn sẽ không nương tay nữa.
đây chẳng phải là huyền kỹ địa cấp trung phẩm của Quỷ Tông, sát khí ngập trời sao? Trên tường thành Hoàng Cung, Thanh Vân Tử nhìn về phía khô cốt của Quỷ Tông hỏi. Ngọc Hành và Tô Thanh Thi của Kiếm Tông nghe xong thì biến sắc, bọn họ đương nhiên biết đến huyền kỹ sát khí ngập trời này. Đây là một huyền kỹ rất nổi danh của Quỷ Tông, đã từng có vô số đệ tử của Kiếm Tông phải chết dưới huyền kỹ này. Cả hai người bọn họ đều lộ vẻ lo lắng, vì Kiếm Tông hầu như không cho Dương Diệp được một quyền huyền kỹ địa cấp nào cả. Nói cách khác, Dương Diệp lấy cái gì để chống lại huyền kỹ địa cấp trung phẩm này đây? Trên gương mặt của Khô Cốt thoáng nở nụ cười, hắn nói. Huyền kỹ địa cấp trung phẩm này gồm cả 9 tầng, mà Tiên Quân đã luyện được 7 tầng rồi. Hơn nữa lại thêm một ít bí pháp khác, hắn có thể phát huy được 8 phần 10 uy lực của quyển huyền kỹ địa cấp này. 8 phần uy lực để đối phó với cái tên kẻ mới lĩnh ngộ được kiếm ý tầng 1, ha ha ha. Tô Thanh thì nghe xong lời nói của Khô Cốt thì càng thêm lo lắng hơn. Thải Phượng của Bách Hoa Cung chỉ cười lạnh, nàng ta không hy vọng Dương Diệp sẽ sống sót giành được thắng lợi, cứ như bây giờ là tốt rồi. Đương nhiên, dù Dương Diệp không chết trong tay Lý Tiên Quân, cũng sẽ chết trong tay Văn Nhân Nguyệt, còn không thì là Nguyên Đồng hoặc Tần Du Nhiên. Với nàng mà nói, Dương Diệp chết càng sớm càng tốt. Trên đài luận võ, luồng khí đen xung quanh Lý Tiên Quân càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, không lâu sau toàn bộ khoảng không xung quanh đài luận võ đều đã bị luồng khí này bao vây. Trong luồng khí đen kia có vô số tơ máu không ngừng băng qua như những con giun, trông cực kỳ quỷ dị. Vô số huyền giả đứng dưới đài đã lui về phía sau ít nhất 10 trượng. Vì trên đài luận võ kia phát ra một sát khí ngập trời rất khủng bố, khiến bọn họ sợ hãi. Dương Diệp nhìn cảnh tượng như sắp đến tận thế kia, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn, hai mắt híp lại. Hắn đương nhiên biết rõ uy lực của huyền kỹ địa cấp, khi Lý Tiên Quân thi triển huyền kỹ này thì thấp nhất cũng phải là địa cấp hạ phẩm, thậm chí có thể là địa cấp trung phẩm không chừng. Không chỉ thế, bên trong luồng khí này còn có các đường tơ máu, điều này khiến tim hắn đập nhanh hơn. Dương Diệp hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng trào ra, giờ phút này, hắn không thể dùng thân thể để đối đầu được nữa rồi, vì huyền kỹ địa cấp dường như đã muốn phá luôn thân thể hắn rồi, chưa kể huyền kỹ địa cấp này còn cộng thêm cả sát ý vào nữa. Huyền kỹ địa cấp, cộng thêm uy lực của sát ý, đã trở nên cực kỳ khủng bố rồi. Khi huyền khí trong cơ thể Dương Diệp không ngừng phun ra thì tử linh kiếm trong tay Dương Diệp cũng mạnh mẽ phát ra một đường sáng màu vàng. Sau đó một tiếng kiếm lanh lảnh vang tên giữa sân, trên thân tử linh kiếm xuất hiện những đường sáng không ngừng co giãn, từng kiếm quang bắn ra đánh mạnh lên mặt đất, những nơi kiếm quang đánh vào đều xuất hiện một rãnh đen sâu không thấy đáy. Đây là kiếm kỹ gì vậy? Trên tường thành Hoàng Cung, Thanh Vân Tử nhíu mày hỏi. Nguyên Đồng đứng phía sau chỉ lắc đầu nói. Hình như Kiếm Tông không có loại kiếm kỹ này. Người của Bách Hoa Cung, Quỷ Tông và Băng Tuyết cũng nghe xong lời của hai người họ thì đồng loạt nhìn về phía Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi của Kiếm Tông. Vì họ cũng tò mò không biết Dương Diệp đang dùng kiếm kỹ gì để đối đầu với Lý Tiên Quân của Quỷ Tông. Dù sao thì kiếm kỹ của Kiếm Tông cũng luôn nổi danh thiên hạ còn gì. Thấy mọi người nhìn về phía mình, Ngọc Hành chỉ cười khổ lắc đầu, Kiếm Tông dường như chưa bao giờ dạy một kiếm kỹ cao cấp nào cho Dương Diệp cả. Lúc này, bản thân hắn cũng rất tò mò, Dương Diệp đang dùng kiếm kỹ gì để đấu với Lý Tiên Quân vậy? Lý Tiên Quân đang thi triển huyền kỹ địa cấp trung phẩm, không phải huyền kỹ bình thường nào cũng có thể ngăn cản được đâu. Không chỉ những người trên tường thành, còn có rất nhiều người khác đều nhìn về phía Dương Diệp, họ đang muốn xem thử Dương Diệp đang sử dụng kiếm kỹ kinh thiên động địa gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Diệp chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ có tử linh kiếm không ngừng rung lên dữ dội. Rất nhiều người nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt, Dương Diệp muốn tìm đường chết sao? Đúng lúc này, Lý Tiên Quân đang từng bước đi về phía Dương Diệp trên đài luận võ, hắn nhìn Dương Diệp, vì được bao phủ bởi luồng khí đen nên sắc mặt Lý Tiên Quân trở nên hung tợn vô cùng. Mỗi một giây phút trôi qua, huyền khí trong cơ thể Lý Tiên Quân càng trào ra như thủy triều, hắn nâng tay tên, thanh kiếm đạo trong tay Lý Tiên Quân lập tức xoay tròn cực nhanh. Từ nơi mũi kiếm đang xoay tròn rất nhanh xuất hiện một vài sợi tơ máu phóng về phía Dương Diệp. Tơ máu phóng đi với tốc độ nhanh như chớp, mọi người trong sân căn bản không hề nhìn ra quỹ đạo đi của đường tơ máu đó, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng âm thanh chói tai vang lên. Cảm nhận được tốc độ cực nhanh của những đường tơ máu, Dương Diệp vẫn không mở mắt, chỉ một tay cầm kiếm bố về phía trước, một đường kiếm khí màu vàng nhanh chóng xuất hiện, vì có thêm kiếm ý bổ trợ nên đường kiếm trở nên cực kỳ sắc bén.
nó phóng đi với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức mọi người chỉ thấy một ánh sáng chợt hiện lên. Ầm! Tiên đài luận võ đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất to, sau đó một làn sóng khí vô hình mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, phần đất cao trên đài luận võ có sóng khí đi qua thì lập tức bị rạn nứt, vết nứt nào cũng to bằng cánh tay lan nhanh ra bốn phía. Những người đứng dưới đài luận võ thấy thế thì sắc mặt lộ về kinh hãi, với uy lực này, thật đúng là khủng khiếp mà. Mới chỉ có sóng khí thôi cũng đủ đã giết rất nhiều người rồi. Giờ phút này, rất nhiều người đều bị chấn động và kinh sợ. Lý Tiên Quân nhìn thấy đường kiếm tơ máu của mình bị kiếm khí của Dương Diệp chém nát thì sắc mặt tập tức trở nên hung ác, sau đó hắn gầm lên một tiếng. Đi! Lý Tiên Quân nói xong, trên người hắn và trên đài luận võ có vô số tuồng khí đen nhanh chóng hội tụ lại, tạo thành một con mãng xà cực lớn, từ một luồng khí hình thành thân thể của một con mãng xà cực lớn, nó bao trùm toàn bộ đài luận võ, từ cơ thể của con mãng xà cực lớn này có vô số luồng khí đen vẫn không ngừng tràn ra bốn phía. Khi luồng khí đen kia bao phủ ngập trời, mọi người chấn động và kinh sợ, tưởng như đã đến ngày tận thế vậy. Lý Tiên Quân hừ lạnh, cơ thể con mãng xà cực lớn hình thành từ luồng khí đen phía trên nhẹ vẫy một cái, mang theo một uy thế khủng bố phóng về phía Dương Diệp, Lý Tiên Quân cũng di chuyển, phóng nhanh về phía Dương Diệp. Dương Diệp vẫn giống như trước, hai mắt khép hờ, kiếm ý hình thành một bức tường chắn vô hình trước mặt hắn, ngăn cản vô số uy lực và khí đen đánh về phía hắn. Bức tường chắn cách hắn một trường. Nhưng khi con mãng xà cực lớn kia đến ngay trước mặt Dương Diệp, kiếm ý do Dương Diệp thi triển lập tức bị phá tan, sau đó Dương Diệp liền bị con mãng xà cực lớn đen kia nuốt vào trong. Cùng lúc đó, Lý Tiên Quân cũng đến trước mặt Dương Diệp, cổ tay hắn thoáng động, thanh liêm đao màu đen lao về phía Dương Diệp. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, Mộ Dung Yêu của Kiếm Tông và Lãnh Tâm Nhiên của Băng Tuyết Cung thấy Dương Diệp bị con mãng xà đen nuốt lấy thì chỉ thở dài lắc đầu. Bây giờ Dương Diệp có thi triển huyền kỹ địa cấp nào nữa thì cũng đã muộn rồi. Và lại, Dương Diệp còn thời gian để thi triển huyền kỹ địa cấp sao? Bởi vì thi triển huyền kỹ địa cấp không giống với thi triển một dạng kiếm khí, cứ muốn thi triển là thi triển được. Phía trên tường thành của Hoàng Cung, sắc mặt Tô Thanh thì biến đổi, ngay khi nàng muốn ra tay lại bị Ngọc Hành đứng bên cạnh ngăn lại, Ngọc Hành chỉ nhìn nàng lắc đầu. Bởi vì không ai có thể vi phạm quy tắc của Thanh Vân Bảng. Cho dù là nguyên môn cũng không có quyền đó. Chính vì bất cứ ai vi phạm sẽ mất đi tư cách tham gia Thanh Vân Bảng trong lần tới. Mà Kiếm Tông không thể gánh vác được hậu quả của việc không thể tham gia Thanh Vân Bảng đợt tới. Đúng lúc này, Thải Phượng của Bách Hoa Cung nãy giờ đứng bên cạnh đột nhiên cười lạnh nói. Căn bản còn muốn xem thử đệ tử của Kiếm Tông thi triển đoại kiếm kỹ kinh thiên động địa gì, ai ngờ đâu. Keng! Ngay lúc này, một tiếng kiếm vang dội trong không trung. Thải Phượng đang buông lời châm chọc lại im bặt, nụ cười tự đắc trên gương mặt của khô cốt của quỷ tông thoáng chốc cũng cứng đờ. Giờ phút này đây, rất nhiều người đều nhìn về phía trên đài luận võ đang bị luồng khí đen bao phủ. Từ trong luồng khí đen có ba đường kiếm quang màu vàng phóng lên trên cao, sau đó con mãng xà cực lớn được tạo thành từ luồng khí đen kia bắt đầu tiêu tan, để lộ tình cảnh bên trong. Khi nhìn thấy cảnh bên trong, rất nhiều người ở đó, nhất là những đại lão ngồi trên tường thành kia đều ngây dại. Lúc này, giữa Dương Diệp và Lý Tiên Quân chỉ cách nhau có vài bước chân, hai người đang mặt đối mặt, dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là thanh kiếm của Dương Diệp, nó đang cắm thẳng vào ngực của Lý Tiên Quân. Lý Tiên Quân vẫn chưa tắt thở, hai mắt hắn trợn lên nhìn Dương Diệp, trong mắt chỉ đầy vẻ khiếp sợ nói. Kiếm tâm! Lý Tiên Quân chưa kịp nói xong đã bị kiếm của Dương Diệp chém thành hai nửa. Một kiếm giải quyết xong Lý Tiên Quân, Dương Diệp cử động tay phải, nạp giới và thanh kiếm đạo màu đen rơi trên đất đã bay vào trong tay hắn. Khi vừa tiếp xúc với thanh kiếm đạo kia, một sát khí nhanh chóng đập vào mặt hắn. Dương Diệp nhíu mày, mạnh mẽ phóng ra kiếm ý để đè ép sát khí kia xuống. Ít nhất cũng phải là địa cấp trung phẩm, đúng là đồ tốt. Dương Diệp nhìn thanh kiếm đạo màu đen trong tay và cười khẽ, sau đó thu nó vào trong nạp giới, hắn xoay người đi xuống dưới. Rất nhiều người ở đó vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, bọn họ chỉ nhìn Dương Diệp đang đi xuống đài luận võ, lúc này trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ rằng, Dương Diệp đã dùng cách gì để giết chết Lý Tiên Quân. Không chỉ có những người đứng dưới đài luận võ, ngay cả những đại lão trên thành cũng nghi ngờ không thể hiểu nổi. Không ai là không hiểu rõ về uy lực của quyền huyền kỹ địa cấp này, cũng chính vì thế nên bọn họ mới càng cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, bởi vì trước một quyền huyền kỹ địa cấp mạnh như vậy,
Dương Diệp không những không bị thương mà còn giải quyết được luôn cả Lý Tiên Quân. Dương Diệp dùng cách gì để giết Lý Tiên Quân? Trừ Dương Diệp ra thì không một ai biết cả. Làm sao mà một kiếm phá được vạn pháp chứ? Nếu đó là thật thì một kiếm cũng có thể phá được mọi loại huyền kỹ rồi. Đúng, Dương Diệp cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp dùng cách đơn giản nhất, hữu hiệu nhất để giải quyết Lý Tiên Quân, bình tĩnh tìm ra sơ hở bên trong huyền kỹ của Lý Tiên Quân, sau đó một kiếm giết chết. Lý Tiên Quân của Quỷ Tông dám thi triển huyền kỹ trước kiếm tông thông minh của Dương Diệp, hành động đó là chắc chắn là đang tìm cái chết rồi. Thời điểm mà Lý Tiên Quân thi triển huyền kỹ kia, Dương Diệp đã nhìn rõ sơ hở của huyền kỹ này rồi, hơn nữa Lý Tiên Quân còn chủ động tiếp cận hắn, vậy không phải tìm đường chết thì là gì? Dĩ nhiên, kiếm tâm thông minh không phải là vô địch, nếu Lý Tiên Quân có thể thi triển huyền kỹ địa cấp kia một cách hoàn mỹ, hắn đã không thể tìm ra sơ hở và phá nó một cách đơn giản như thế. Nói đơn giản hơn là kiếm tâm thông minh vừa mạnh cũng vừa yếu, cái này tùy thuộc vào trình độ tu luyện huyền kỹ của đối phương. Tuy rằng rất ít người có thể tu luyện một huyền kỹ đến mức độ cao nhất, nhưng không phải là không có. Dương Diệp nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người chỉ nghi ngờ không thể hiểu nổi, hắn lại khẽ gật đầu. Sở dĩ trước kia hắn không tiết lộ hoàn toàn về kiếm tâm thông minh, là vì hắn vẫn hy vọng có thể tiếp tục dùng kiếm tâm thông minh làm con bài chưa lật, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, cuối cùng thì Lý Tiên Quân cũng thi triển ra một đoạn huyền kỹ có thể che đi tầm mắt của người đời. Nếu Lý Tiên Quân biết Dương Diệp có kiếm tâm thông minh thì có đánh chết hắn cũng không bao giờ dùng huyền kỹ để đối phó với Dương Diệp. Sở dĩ trước kia tổ sư kiếm tông là vô địch thủ khắp thiên hạ chính là vì kiếm tâm thông minh, vô số cường giả lúc đó không bao giờ dám thi triển huyền kỹ có lực sát thương khủng bố nào trước mặt người. Dĩ nhiên, nếu để người khác biết Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, có lẽ hắn sẽ không có độc như bây giờ, nhưng nếu thế thì đã không có Dương Diệp của ngày hôm nay. Bởi vì hắn có rất nhiều kẻ thù, đặc biệt là Bách Hoa Cung. Nếu để Bách Hoa Cung biết hắn có kiếm tông thông minh, chỉ sợ ngay sau khi Thanh Vân Bảng kết thúc, bọn họ sẽ phải một cường giả cảnh giới tôn giả đến ám sát hắn, hơn nữa còn có thể là vài người đến. Bách Hoa Cung là một thế lực cực lớn ở Nam Vực, thực lực và nguồn gốc của nó cũng chẳng thua kém gì nguyên môn của đế quốc Đại Tần, nhưng dù các nàng có 100 lá gan đi nữa, các nàng cũng không dám đế Dương Diệp tiếp tục kế thừa và phát triển nó. Một khi kiếm tâm thông minh đã trở nên hoàn mỹ, hắn sẽ trở thành một thiên tài trong kiếm kỹ, điều đó thật quá đáng sợ. Nếu Dương Diệp để lộ ra kiếm tâm thông minh của mình, những thế lực có oán thù với hắn như Nguyên Môn, Bách Hoa Cung, Quỷ Tông, nhất định sẽ không để hắn sống trên cõi đời này, chính vì vậy, cho đến tận bây giờ Dương Diệp hắn không dễ dàng để lộ ra kiếm tâm thông minh của mình. Nói đơn giản là từ trên xuống dưới, toàn thân Dương Diệp cái gì cũng đều khủng khiếp. Nhưng nói trắng ra, thứ khủng khiếp nhất không phải là việc hắn lĩnh hội thuật ngự kiếm, cũng không phải vì kiếm ý, càng không phải vì hắn có một vỏ kiếm tốt, mà thứ khủng khiếp nhất chính là kiếm tâm thông minh. Là một kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp cũng không phải chỉ là lời nói suông. Không thể nào, không thể nào. Khô Cốt đứng trên tường thành nhìn Lý Tiện Quân bị một kiếm của Dương Diệp chém chết, hắn giống như người mất hồn, khẽ lẩm bẩm. Không chỉ Khô Cốt. Mọi người đứng dưới đài luận võ cũng rất nghi ngờ, không hiểu vì sao Dương Diệp có thể sống sót dưới một huyền kỹ địa cấp trung phẩm được. Hơn nữa, hắn còn một kiếm chém chết Lý Tiên Quân là sao? Đó là huyền kỹ địa cấp, hơn nữa Lý Tiên Quân còn là người kinh ngộ được sát ý mới thi triển ra huyền kỹ địa cấp đó, làm sao có thể? Rất nhiều người ở đó đều thấy nghi ngờ và khiếp sợ. Dĩ nhiên, không một ai kể cả những đại lão của sáu thế rực rỡ nghĩ đến việc Dương Diệp có kiếm tâm thông minh. Vì trừ tổ sư kiếm tông, đến nay vẫn không có ai tĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh này. Bởi vậy, bọn họ căn bản không nghĩ đến nó, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản là Dương Diệp chắc chắn đã thi triển một kiếm kỹ thần bí cực mạnh nào đó. Dương Diệp đi xuống đài dưới ánh mắt khiếp sợ và nghi ngờ của mọi người, hắn nhìn trọng tài vẫn còn đang khiếp sợ. Trọng tài tập tức phục hồi tinh thần, sau đó yết hầu di chuyển, dõng dạc tuyên bố. Dương Diệp của kiếm tông thắng. Nghe xong lời của trọng tài, rất nhiều người mới hoàn hồn, sau đó bắt đầu nhìn Dương Diệp bàn tán. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao hắn có thể giết được Lý Tiên Quân của Quỷ Tông chứ? Hơn nữa bản thân hắn còn không bị thương, chẳng kể hắn có một huyền kỹ thiên cấp nào trong truyền thuyết sao? Cũng có thể lắm, các ngươi cũng thấy trước giờ hắn luôn bình tĩnh đúng không? Kiếm Tông là một trong sáu thế lực lớn, nhất định phải có huyền kỹ thiên cấp.
vậy nên chắc chắn là kiếm tông đã cho Dương Diệp một huyền kỹ thiên cấp rồi. Chính vì thế Dương Diệp mới có thể sống sót trước một huyền kỹ địa cấp trung phẩm, còn một kiếm chém chết được Lý Tiên Quân. Thì ra Dương Diệp đã luyện qua huyền kỹ thiên cấp. Huyền kỹ thiên cấp. Nguyên Đồng đứng phía trên thành hoàng cung nghe xong chỉ lắc đầu cười nói. Thật là đám người không có kiến thức, tạm thời không bàn đến việc kiếm tông có huyền kỹ thiên cấp hay không, các người nghĩ xem, dù kiếm tông có huyền kỹ thiên cấp đi nữa, bọn họ có để cho Dương Diệp luyện khô ngồ huyền kỹ thiên cấp rất khó luyện, nó còn khó hơn cả huyền kỹ địa cấp gấp 10 lần. Thanh Vân Tử đứng trước Nguyên Đồng gật đầu nói. Thứ mà lúc nãy tên đó thi triển tuyệt đối không phải là huyền kỹ thiên cấp. Huyền kỹ thiên cấp một khi đã được thi triển sẽ phải điều động năng lượng từ xung quanh. Theo như ta thấy thì trừ sát khí ngập trời kia của Lý Tiên Quân ra thì xung quanh chẳng có nguồn năng lượng dị thường nào xuất hiện cả. Tuyệt đối là tên đó đã thi triển một đoại kiếm kỹ quỷ dị nào đó rồi. Nguyên Đồng chỉ lạnh nhạt cười rồi nói. Dù cho hắn có còn át chủ bài nào đi chăng nữa thì cũng chẳng cần lo, bất cứ ai cũng chẳng thể ngắn ta trở thành vũ thần được đâu. Thanh Vân Tử gật nhẹ đầu. Hắn rất rõ thực lực của Nguyên Đồng, vậy nên hắn không nghĩ lời nói của Nguyên Đồng chỉ là lời nói suông, vì trong thế hệ tuổi trẻ không có mấy người có thể làm đối thủ của Nguyên Đồng, mà với thực lực của Dương Diệp lúc này, rõ ràng hắn vẫn chưa đủ tư cách. Đúng lúc đó, Khô Cốt đột nhiên từ tường thành nhảy xuống đài luận võ sau đó nhìn về phía trọng tài vừa mới tuyên bố kết quả xong. Thuận chiến này vẫn có hơi kỳ quái, lão phu hoài nghi Dương Diệp đã mượn trợ giúp sức mạnh từ bên ngoài. Trọng tài số 9 nghe xong thì nhíu mày, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Nói thật, hắn cũng thấy trận đấu này có chút kỳ quái, nhưng hắn lại không có chứng cứ nào chứng minh Dương Diệp đã mượn sức mạnh bên ngoài. Nếu đã không có chứng cứ thì không thể ra tay với Dương Diệp. Cùng lắm chỉ có thể tuyên bố kết quả so tài vừa rồi không có hiệu dực. Đây là quy định của Thanh Vân Bảng. Mọi người cũng biết, trên người tên Dương Diệp đó có giấu một con huyền thú cấp vương rất huyền bí. Lão Phu nghi ngờ vừa rồi là do con huyền thú cấp vương này ra tay, nếu không các người thử nghĩ đi, với thực lực của hắn thì làm sao có thể sống sót tại uy lực của huyền kỹ địa cấp chứ? Nực cười hơn là còn một kiếm giết chết Lý Tiên Quân của Quỷ Tông. Khô Cốt trầm giọng nói của hắn được tăng thêm huyền khí, tất cả mọi người trên quảng trường đều nghe được rõ ràng rành mạch. Trọng tài số 9 cân nhắc một lúc mới nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp! Lão Phu không phải nhằm vào ngươi hay thiên vị ai cả, nhưng lời Khô Cốt nói không phải là không có đạo lý, Lão Phu cũng sẽ cho ngươi được giải thích, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp chỉ cười rồi nói. Thứ lỗi cho ta không thể nói rõ, nhưng nếu tiền bối có chứng cứ chứng minh ta đã mượn sức mạnh từ bên ngoài thì tiền bối cứ nói, vãn bối đây chấp nhận mọi hình phạt. Trọng tài số 9 nghe xong cũng không giận dữ gì. Dương Diệp nói đúng. Hắn quả thật không có chứng cứ để chứng minh Dương Diệp đã mượn nguồn sức mạnh từ bên ngoài trợ giúp, nhưng nếu đã không mượn sức mạnh thì làm sao có thể một kiếm phá được huyền kỹ địa cấp trung phẩm, còn giết luôn cả đệ tử thiên tài của Quỷ Tông. Đây cũng là điều khiến trọng tài số 9 phải đắn đo nghỉ ngờ. Ngay lúc này, Tô Thanh thì đã bước xuống đài luận võ, nàng nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn Khô Cốt của Quỷ Tông nói. Khô Cốt, nếu ngươi có chứng cứ chứng minh thì nói ra đi. Còn nếu như không có hãy xuống khỏi đài luận võ đi, đừng làm ảnh hưởng đến cuộc so tài của Thanh Vân Bảng nữa. Trọng tài đứng bên cạnh gật đầu nói. Khô Cốt, nếu ngươi cho rằng Dương Diệp đã mượn sức mạnh từ bên ngoài, ngươi có thể đưa ra bằng chứng nào chứng minh được không? Sắc mặt dữ tợn của Khô Cốt càng trở nên khó coi, chứng cứ sao? Hắn đương nhiên không có rồi, hắn cũng chỉ đoán mò thôi. Giờ trọng tài bắt hắn đưa ra bằng chứng. Hắn làm sao có bằng chứng lây ra để chứng minh chứ ồ? Dương Diệp bỗng nhiên cười nói. Xem ra Khô Cốt tiền bối không có chứng cứ, nếu đã vậy thì mời Khô Cốt tiền bối bước xuống đài đi, đừng làm ảnh hưởng đến trận đấu nữa, được khô ngồ. Khô Cốt lạnh lùng nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện rõ sát ý không hề giấu diềm, nếu sớm biết kiếm tông có đệ tử tĩnh ngộ được kiếm ý, trước khi Thanh Vân Bảng bắt đầu, hắn đã làm cho Dương Diệp biến mất khỏi thế giới này rồi. Có như thế. Quỷ Tông sẽ không mất đi một nhân tài như bây giờ. Thật đáng tiếc, trên đời không có bán thuốc hối hận. Tô Thanh thì thấy Khô Cốt nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt hắn lộ ra sát ý, nàng nhíu chặt mày, cổ tay khẽ động, một thanh minh kiếm xuất hiện trong tay nàng. Trọng tài số 9 nãy giờ đứng bên cạnh nhíu mày nói. Khô Cốt, nếu ngươi ra tay với huyền giả dự thi trong đợt so tài của Thanh Vân Bảng, ngay cả tông chủ của Quỷ Tông cũng không bảo vệ được cho ngươi đâu.
Trọng tài không hề nói dối, nội quy của Thanh Vân Bảng là do 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần cùng nhau đưa ra, các quy tắc cũng do 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần cùng nhau tập ra, nếu Khô Cốt dám động thủ với huyền giả dự thi trên đài luận võ thì chính là đang khiêu khích uy nghiêm của 5 thế lớn Tực Khác và đế quốc Đại Tần. Ở Nam Vực, có người dám khiêu khích uy nghiêm của 5 thế Tực Tớn và đế quốc Đại Tần, nhưng người này tuyệt đối không phải là Khô Cốt. Khô Cốt nghe xong thì thu tại sát ý trong mắt, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó cơ thể hắn thoáng động và biên mát trên đài luận võ, còn về thi thể của Lý Tiên Quân, hắn lại không hề nhìn lấy một cái. Đối với Quỷ Tông, mặc kệ Lý Tiên Quân đã từng là yêu nghiệt ra sao, mặc kệ Lý Tiên Quân đã lập nhiều công lao cho Quỷ Tông thế nào, giờ Lý Tiên Quân đã chết, cũng không còn giá trị gì nữa rồi. Dương Diệp nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng chợt cảm thấy bi thương. Nếu hắn chết đi, chỉ sợ Kiếm Tông đối với hắn cũng giống như Khô Cốt đối với Lý Tiên Quân vậy. Tốt xấu gì thì Lý Tiên Quân cũng là đệ tử của Quỷ Tông, hắn cũng là đệ tử của Kiếm Tông, nếu Kiếm Tông thực sự đối xử với hắn như vậy thì thật chẳng có gì đáng trách cả. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tô Thanh Thi đang đứng bên cạnh, hắn bỗng nở nụ cười, ngay từ đầu hắn chấp nhận làm người đại biểu cho Kiếm Tông đến tham gia Thanh Vân Bảng cũng chỉ vì Tô Thanh Thi, nên dù cho Kiếm Tông có đối xử với hắn thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Tô Thanh Thi đã ra mặt cho hắn, như thế cũng đủ rồi. Nhiều lúc, yêu không phải vì mình sẽ có được gì từ người đó, yêu có nghĩa là mình có thể vì người mình yêu trả cái giá thế nào. Đối với nhiều người, Dương Diệp là một kẻ rất ngu ngốc, nhưng xin lỗi, Dương Diệp hắn là người như thế. Tô Thanh Thi liếc nhìn Dương Diệp rồi thân thể khẽ động, biến mất khỏi đài luận võ. Sau khi Khô Cốt của Quỷ Tông và Tô Thanh Thi của Kiếm Tông biến mất khỏi đài luận võ, cuộc so tài tại diễn ra bình thường. Một huyền giả mới bước lên đài luận võ, sau đó toàn bộ quảng trường lại vang tên các loại âm thanh vang dội. Ngươi thật sự luyện huyền kỹ thiên cấp sao? Dưới đài luận võ, Mộ Dung Yêu đứng cạnh Dương Diệp hỏi. Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói. Huyền kỹ thiên cấp, ta cũng thật sự hy vọng mình đã tuyển qua loại huyền kỹ này. Mộ Dung Yêu nhíu mày nói. Vậy làm sao ngươi có thể một kiếm giết chết tên Lý Tiên Quân đó được? Mộ Dung Yêu nói xong cảm thấy lời nói của mình có gì đó không ổn, bèn bổ sung. Xin lỗi, ta không nên hỏi. Dương Diệp chỉ cười nói. Ta cũng xin lỗi, chuyện này ta quả thật không thể nói cho nàng biết được. Nhưng nàng sẽ nhanh chóng biết được lý do tại sao ta có thể giết Lý Tiên Quân nhanh như vậy thôi. Đúng, khi Dương Diệp giải quyết xong Lý Tiên Quân thì phía sau hắn còn có rất nhiều đối thủ cường đại khác, đến lúc đó hắn sẽ sử dụng ra quân bài này. Mộ Dung Yêu sẽ biết hắn đã giải quyết Lý Tiên Quân thế nào. Mộ Dung Yêu nghe Dương Diệp nói vậy chỉ gật đầu, sau đó nhìn về phía đài luận võ. Bây giờ, Dương Diệp đã có chút danh tiếng, nhưng trải qua trận chiến vừa rồi, hình tượng về Dương Diệp ở trong lòng mọi người nhanh chóng trở nên to tớn, trước một huyền kỹ địa cấp một kiếm giết chết một cường giả tiên thiên cửu phẩm đã lĩnh ngộ được sát ý. Với thực lực đó, bọn họ phải cẩn thận coi trọng và kiêng nể. Phải hiểu rằng, trong rất nhiều người có bao nhiêu người sở hữu được huyền kỹ địa cấp chứ? Dù có sở hữu được huyền kỹ địa cấp vẫn bị Dương Diệp dê chết đây thôi. Giờ phút này, trong đầu của rất nhiều người chỉ có một suy nghĩ rằng, hy vọng rút thăm đừng rút trúng tên của Dương Diệp. Người đã giao đấu cùng hắn rồi, người có biết hắn đã dùng cách gì để giết chết Lý Tiên Quân Khô Ngô? Ở nơi nào đó, Lãnh Tâm Nhiên hỏi Văn Nhân Nguyệt đang đứng bên cạnh. Dĩ nhiên, cái cách Dương Diệp giết chết Lý Tiên Quân rất quỷ dị, điều đó khiến nàng có chút kiêng dè. Văn Nhân Nguyệt chỉ lắc đầu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói. Hắn đã từng nói, hắn nhất định có thể giết chết ta, lúc đó ta chỉ nghĩ hắn nói khoác mà thôi. Nhưng bây giờ, xem ra hắn vẫn đang giấu một con át chủ bài khá mạnh đấy. Vừa rồi quá dễ dàng, nhưng kẻ thù của hắn còn rất nhiều, dù cho hắn có thần bí thế nào cũng sẽ sống không được lâu đâu. Lãnh Tâm Nhiên nhẹ giọng nói. Vậy sao? Văn Nhân Nguyệt cau mày, sau đó nói. Vạn năm về trước, tính tình của Kiếm Tông tổ sư cũng cuồng ngạo như thế, người đã kiêu căng và bá đạo cỡ nào chứ? Lúc đó ta cũng chưa từng nghe ai có thể khiến cho Kiếm Tông tổ sư sống không được lâu. Hắn không thể so sánh với tổ sư Kiếm Tông được. Lãnh Tâm Nhiên nói. Tuy hắn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn chưa đủ. Văn Nhân Nguyệt chỉ cười rồi nói. Có thể. Lãnh Tâm Nhiên liếc mắt nhìn Văn Nhân Nguyệt một cái rồi nói. Ngươi có vẻ rất coi trọng hắn,
nếu ta đoán không sai thì nhất định Bách Hoa Cung đã từng cho người đi tiêu diệt Dương Diệp rồi. Văn Nhân Nguyệt chỉ im lặng. Thấy Văn Nhân Nguyệt im lặng, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói gì thêm, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía đài luận võ. Trên đài luận võ, rất nhiều người từ phía trên bước xuống, lại có rất nhiều người từ phía dưới bước lên, có rất ít người ra tay giết chết đối phương. Dù sao đây cũng không phải là ân oán sinh tử gì, cả hai bên đều sẽ không làm liều. Tuy rằng quy định của Thanh Vân bảng có chút tàn khốc, vì nếu một người đã tham gia thì không được phạm quy, nếu đã phạm quy thì sẽ trực tiếp mất tư cách tham gia. Nên mỗi một huyền giả tham dự một trận so tài đều dốc toàn lực ra đối phó, nhân ra người ta sẽ không có cơ hội sống sót trên đài luận võ. Trong khoảng thời gian này, Tần Du Nhiên của Đế quốc Đại Tần, Lãnh Tâm Nhiên của Bách Hoa Cung và Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cũng đã lên đài luận võ nhiều hơn một lần, nhưng mà cả ba người chưa một lần bại trận. Không những không bại, ba người bọn họ còn có thể dễ dàng giải quyết được đối thủ của mình, điều này khiến cho những kẻ mong chờ được xem các con bài chưa lật của bọn họ phải thất vọng không thôi. Rất nhiều huyền giả ở đây có mục tiêu là 30 vị trí đầu của Thanh Vân Bảng, có rất nhiều người chỉ muốn xuất hiện trên đài luận võ, nhưng cũng có rất nhiều người mong muốn đánh bại được Tần Du Nhiên, hay Văn Nhân Nguyệt, hoặc là Lãnh Tâm Nhiên, hoặc là đánh bại cả Dương Diệp và Văn Nhân Nguyệt để một lần tiền nổi danh. Chỉ cần đánh bại một trong những người này, dù trước kia bọn họ từng là một kẻ vô danh tiểu tốt, về sau nhất định sẽ được toàn bộ thể hệ huyền giả trẻ tuổi của Nam Vực sẽ biết đến. Không những thế, bọn họ sẽ được vô số thể lực chiêu mộ. Đến lúc đó, bọn họ muốn gì mà chẳng có. Dĩ nhiên, muốn được như thế thì họ phải có được một vị trí tốt trên bảng xếp hạng, còn không thì phải đánh bại đệ tử của 6 thế lực lớn. Thanh Vân, ý nghĩa của Thanh Vân bảng chính là một bước tên mây. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói đó, bọn họ phải là kẻ có tiềm lực, nếu không thì đừng nói đến Thanh Vân, dù là cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Thời gian chớp mắt đã về đêm, nhưng Hoàng Cung lúc này vẫn sáng như ban ngày, xung quanh Hoàng Cung được gắn đá nguyệt quang, quảng trường được đá nguyệt quang chiếu sáng như ban ngày, tuyệt không ảnh hưởng đến đợt so tài của Thanh Vân bảng. Tần Du Nhiên của Đế quốc Đại Tần, đối đầu với Tán Tu Lâm Tu Nhiên. Đài luận võ số 1 vang lên giọng nói lanh lảnh của trọng tài. Mọi người nghe xong tập tức nhìn về phía đài luận võ số 1. Đệ tử của 6 thế lực lớn ra trận, thật đáng để mọi người phải chờ mong. Dù bọn họ giải quyết đối thủ trong một chiêu, tuy hơi nhanh và thời gian cũng không dài, nhưng vẫn rất kích thích. Các ngươi nói xem, Tần này Tần Du Nhiên sẽ tại một chiêu giải quyết đối phương chứ? Ta nghĩ vậy, ta chưa nghe qua cái tên Lâm Tu Nhiên này bao giờ, cũng chưa từng thấy mặt, nói không chừng vừa lên đài luận võ là hắn đã tự nhận thua luôn ấy chứ. Đúng, ta cá là người này vừa tên đài đã nhận thua. Bịch, trong khi mọi người đang bàn luận thì một bóng người trực tiếp xuất hiện trên đài luận võ, người này không ai khác chính tả Tần Du Nhiên. Đúng lúc này, một thanh niên mặc trường bào đen cầm một thanh thiết kiếm đen trong tay, bước từng bước lên đài luận võ. Ha ha hai. Thấy cảnh này, rất nhiều người dưới đài bật cười. Người thanh niên mặc trường bào đen vẫn bước lên đài luận võ dưới những tiếng cười châm chọc của rất nhiều người bên dưới. Tự mình bước xuống lại đi, hay là muốn ta giúp ngươi? Tần Du Nhiên nhìn thanh niên mặc trường bào đen, tạnh tùng nói. Keng. Đúng lúc này, thanh thiết kiếm trong tay người thanh niên mặc trường bào đen vang lên một tiếng động lớn, sau đó thanh kiếm trong tay những huyền giả dưới đài đều chấn động mạnh. Là kiếm ý. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người nhất thời biến sắc. Thấy nam tử áo đen tên Lâm Tụ Nhiên phóng ra kiếm ý, vô số người có mặt đều khiếp sợ trong lòng. Kiếm ý chính là vật trong truyền thuyết, trên Thanh Vân bảng lần trước cũng rất ít huyền giả dự thi lĩnh ngộ được kiếm ý, mà bây giờ đã xuất hiện hai huyền giả lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Thế này có để cho người khác sống không? Lúc này, vô số huyền giả dự thi đều buồn bực mà nghĩ. Trên tường thành, thấy thanh niên áo bào đen phóng ra kiếm ý, Thanh Vân Tử khẽ chau mày lại, sau đó nhìn thoáng qua Tô Thanh Thi và Ngọc Hoành ở bên cạnh, thấy sắc mặt hai người bọn họ bình tĩnh, có vẻ như đã biết từ trước vậy, chân mày lập tức nhíu chặt hơn. Dương Diệp của đài luận võ số 9 cũng có chút bất ngờ, có điều càng có vẻ hứng thú nhiều hơn, bởi vì cho tới giờ hắn cũng chưa từng thấy ai lĩnh ngộ được kiếm ý, mà bây giờ trước mặt đã có một người, hắn muốn xem thử đối phương sẽ vận dụng kiếm ý này ra sao. Trên đài luận võ, Tần Du Nhiên chỉ hơi sững sờ, sau đó liền hoàn hồn lại rồi nói. Xem ra ngươi muốn để ta tiễn ngươi xuống dưới.
Người thanh niên áo bào đen cầm một kiếm sắt màu đen trên tay, từ từ đi về phía Tần Du Nhiên, vừa đi vừa nói. Trong ấn tượng của ta, kẻ cuồng vọng thường có kết cục không tốt, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi được xưng là cường giả số 2 của thế hệ trẻ Nam Vực, máu của ngươi đủ tư cách để nuôi kiếm của ta. Ha ha! Tần Du Nhiên giận quá hóa cười, nói. Máu của ta đủ tư cách nuôi kiếm của ngươi, thử xem. Thanh niên áo bào đen gật đầu, dừng bước, nhắm mắt lại rồi lập tức mở mắt ra, tức thì, giữa sân xoẹt qua vô số đường kiếm, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đài luận võ bị vô số đường kiếm bao phủ lấy, đương nhiên, trong số đó có cả Tần Du Nhiên của đế quốc Đại Tần vẫn vô cùng tự tin. Ngay sau đó, đường kiếm biến mất, lộ ra hai người trên đài luận võ. Khi thấy hai người, phải nói là khi nhìn thấy Tần Du Nhiên, vô số huyền giả dự thi và đám người thanh vân tử trên tường thành đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Chỉ thấy lúc này quần áo trên người Tần Du Nhiên đã không còn nữa, trên người trần như nhộng, giống như bị thiên đao vạn quả, hiện lên từng vết máu, trên mặt Tần Du Nhiên cũng có những vết kiếm chỉ chít. Lúc này Tần Du Nhiên không chỉ bị hủy đi gương mặt, còn giống như một người máu vừa bò ra từ trong ao máu vậy. Tuy là như vậy nhưng lúc này Tần Du Nhiên vẫn chưa chết. Bên dưới, sắc mặt Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung cùng với Lãnh Tâm Nhiên của Cung Băng Tuyết và cả Dương Diệp đều có chút đờ ra, một cuộc tấn công trong chớp mắt như vậy thật sự là có chút đáng sợ. Tần Du Nhiên vẫn chưa chết, trong mắt Lâm Tu Nhiên lóe tên vẻ bất ngờ, trầm tư một chút, giống như nghĩ đến điều gì, sau đó nói. Năm đó Tần Thủy Hoàng có một bộ nhuyễn cốt giáp được chế luyện từ xương ống chân và da của huyền thú linh cấp thôn Thiên Mãng, nghe nói nhuyễn cốt giáp này có thể hòa vào da, bảo vệ khớp xương và kinh mạch toàn thân, chắc hẳn là lúc này trong cơ thể ngươi đang mặc bộ huyền bảo địa cấp thượng phẩm nhuyễn cốt giáp này. Lúc này Tần Du Nhiên không hề tức giận, cổ tay khẽ cử động, một trường thương đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, trường thương chậm rãi giơ tên, chỉ vào Lâm Tu Nhiên ở phía xa, nói. Kiếm ý cộng thêm huyền kỹ năng địa cấp trung phẩm tại sắc bén như vậy, xem ra ngươi là muốn một chiêu giải quyết ta, đáng tiếc ngươi không làm được, cho nên tiếp theo ngươi phải chết. Dứt lời, từ trường thương trong tay Tần Du Nhiên phát ra một tuồng sức mạnh vô hình mạnh mẽ. Là thương ý. Nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người có mặt tại kinh ngạc một lần nữa, có điều đây cũng là chuyện trong dự liệu, ở Nam vực Tần Du Nhiên nổi tiếng chỉ sau Nguyên Đồng. Đối phương tinh ngộ một loại cảnh giới ý niệm cũng là chuyện rất bình thường. Cảm nhận được thương ý này, khóe miệng Lâm Tu Nhiên cong lên một nụ cười lạnh, nói. Thương ý tầng 1, có chút không đáng chú ý. Hắn ta nói xong khẽ động kiếm sắt màu đen trong tay, sau đó kiếm ý càng sắc bén hơn lại tung ra tần nữa. Trên không, thương ý của Tần Du Nhiên tập tức bị kiếm ý này đánh tan. Kiếm ý tầng 2. Nhìn cảnh tượng này. Đám người thanh vân tử trên tường tập tức biến sắc, nếu như chỉ là kiếm ý một tầng thì cũng có thể nói là Lâm Tu Nhiên có thiên phú không tệ, nhưng nếu như là hai tầng vậy thì không phải là không tệ mà là vô cùng yêu nghiệt. Kiếm ý hai lớp đã có thể tạo thành uy hiếp đối với Tần Du Nhiên cùng với đám người Văn Nhân Nguyệt rồi. Khi Nguyên Đồng sau lưng thanh vân nhìn thấy Lâm Tu Nhiên phóng ra kiếm ý hai tầng, ánh mắt lộ ra một sự hứng thú, nói. Kiếm ý tầng 2. Nói vậy là thú vị hơn nhiều rồi. Đối với hắn ta mà nói, thiên tài yêu nghiệt càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy cái danh vũ thần của hắn ta mới có thể càng thêm vững chắc. Ngọc Hoành bên cạnh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ. Không hổ danh là người mà túy sư bá tự chọn, với thiên phú như vậy, thực lực như vậy, ngày sau nhất định có thể trở thành trụ cột của kiếm tông ta. Ngọc Hoành nói xong tại như nghĩ tới điều gì đó, hắn tiếp nhìn Dương Diệp. Dừng lại mấy giây trên người Dương Diệp rồi lại rời đi. Nếu không có Lâm Tu Nhiên này, hắn cảm thấy bỏ lỡ tên đệ tử Dương Diệp này là chuyện hối tiếc vô cùng, thế nhưng bây giờ có Lâm Tu Nhiên này, cảm giác hối hận và tiếc nuối đó lại càng lúc càng trở nên mờ nhạt dù gì cũng tốt hơn nhiều. Trên đài luận võ, trong mắt Tần Du Nhiên rốt cuộc cũng lộ ra một sự nghiêm túc, kiếm ý hai tầng, cho dù là hắn cũng không thể xem thường. Khẽ thở ra một hơi, Tần Du Nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó nói, không ngờ con ngựa đen đầu tiên của Thanh Vân bảng lại để cho Tần Du Nhiên gặp phải, có điều ngươi yên tâm, con ngựa đen ngươi hãy dừng bước ở chỗ này đi. Tần Du Nhiên nói xong, trường thương màu đen trong tay rung lên bàn bật, sau đó một lực lượng vô hình từ đầu mũi thương bắn ra ngoài. Thương ý tầng 2. Mọi người lại kinh ngạc một lần nữa. Lâm Tu Nhiên nheo mắt lại một cái, sau đó nói.
không hổ danh là thiên tài số 2 của Nam Vực, vậy mà lại lĩnh ngộ được thương ý tầng 2, nếu đã như vậy, vậy hôm nay hãy để bọn ta xem thử rốt cuộc là thương ý của ngươi mạnh hay là kiếm ý của ta mạnh. Lâm Tu Nhiên dứt lời, tay cầm kiếm sắt màu đen nhắm về phía Tần Du Nhiên trống rỗng. Trong giây tát, vô số đường kiếm khí bắn ra từ mũi kiếm sắt màu đen, vô số đường kiếm khí giống như sao băng từ trên không rơi xuống, mau theo âm thanh xé gió sắc lẹm chói tai, bắn chi chít về phía Tần Du Nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, dưới tôi đài số 9, Dương Diệp nheo mắt, bởi vì Lâm Tu Nhiên này đang thi triển phân linh kiếm pháp. Không chỉ có như vậy, đối phương còn tu luyện phân linh kiếm pháp này đến mức cao nhất, cũng không đúng, bởi vì cho dù đạt được đến đỉnh cao của phân linh kiếm pháp thì cũng không thể tạo thành uy thế đáng sợ như vậy được. Đúng lúc Dương Diệp nghi ngờ, Mộ Dung Yêu bên cạnh hắn đột nhiên nói. Là phân linh kiếm pháp chân chính, phân linh kiếm pháp chúng ta tu luyện là bản thiếu, còn của hắn ta mới tả phân linh kiếm pháp địa cấp hạ phẩm. Hắn ta là người của kiếm tông ta. Dương Diệp nghe vậy thì nhướng mày, hắn không nói nữa, tiếp tục nhìn về phía đài luận võ. Tần Du Nhiên nhìn thấy kiếm khí che phủ lại không dám khinh thường, lại bước về phía trước một bước, sau đó trường thương chán động mạnh một cái, vô số thương ảnh nhất thời xuất hiện trên đài luận võ, lập tức nổ ầm một tiếng. Vô số âm thanh như sấm nổ vang tên trên quảng trường, đỉnh tai nhức óc. Ngay sau đó mặt đất trên đài luận võ to lớn bắt đầu nứt nẻ, không đến hai nhịp thở, ầm một tiếng, đài luận võ số 1 ầm ầm sụp đổ trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Trong lúc nhát thời, vô số bụi đất tràn ngập bầu trời. Khói bụi tan đi lộ ra Lâm Tu Nhiên và Tần Du Nhiên trong đống phế tích, lúc này hai người không đứng mà là nằm, uy lực của huyền kỹ năng địa cấp vô cùng kinh khủng, hai uy lực được sinh ra từ huyền kỹ năng địa cấp càng kinh khủng hơn, dưới làn sóng của hai uy lực huyền kỹ năng địa cấp này, hai người đều không thể may mắn tránh khỏi. Như vậy thì tính là ai thắng? Hai người đều ngã xuống bất tỉnh, chắc coi như hòa. Nếu không xử ai thắng ai thua cũng đều không công bằng. Cha cha, thật không ngờ tán tu Lâm Tu Nhiên này tại có thể đấu hòa với Tần Du Nhiên, thật sự là một con hắc mã lớn. Đoàn người trong sân bàn luận ầm ĩ, trọng tài bên cạnh có chút khó xử, lúc này hai người đều bò trên mặt đất, rốt cuộc là ai thắng ai thua. Mà đang lúc trọng tài khó xử, Lâm Tu Nhiên và Tần Du Nhiên trong đống phế tích đột nhiên cử động. Sau một lúc lâu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai người Lâm Tu Nhiên và Tần Du Nhiên từ từ đứng dậy, sau khi đứng dậy ánh mắt hai người khóa đối phương trước tiên, sau đó huyền khí trong cơ thể nhất thời trào ra. Đang lúc hai người còn muốn đấu tiếp, Lý Tư đột nhiên xuất hiện giữa sân. Lý Tư liếc nhìn hai người, sau đó nói. Trận chiến này coi như hòa. Lý Tư nói xong khẽ động cử động thân thể rồi biến mất giữa sân. Nghe vậy, trong mắt hai người đều tỏ ra vẻ không cam lòng. Nhưng hai người đều không dám trái với quyết định của Lý Tư, lập tức lạnh lùng liếc nhìn đối phương, sau đó đi về hai hướng. Lâm Tu Nhiên đi được mấy bước đột nhiên ngừng tại, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp ở đài luận võ số 9, thấy Dương Diệp, khóe miệng Lâm Tu Nhiên nổi lên một nụ cười lạnh lùng, sâu trong đôi mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, nhìn Dương Diệp một lúc, Lâm Tu Nhiên xoay người rời đi, chỉ chốc lát đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trương đám người, Dương Diệp chau mày. Bởi vì hắn vẫn luôn quan sát Lâm Tu Nhiên, cho nên khi Lâm Tu Nhiên nhìn về phía hắn, hắn cũng đang nhìn đối phương. Mặc dù đối phương giấu rất kỹ nhưng sát ý sâu trong đôi mắt vẫn bị hắn bắt được. Điều này khiến hắn có chút khó hiểu, phải biết rằng xưa giờ hắn chưa từng gặp mặt Lâm Tu Nhiên. Mà đối phương rõ ràng là đang để ý tới hắn, điều này khiến Dương Diệp rất nghi ngờ khó hiểu. Dương Diệp lắc đầu không suy nghĩ những thứ này nữa. Nếu đối phương muốn giết hắn thì chính là kẻ địch của hắn, nếu đã là kẻ địch thì trong trận so tài tiếp theo đương nhiên không cần phải nương tay, đơn giản vậy thôi. Tuy thực lực của đối phương rất mạnh, đặc biệt tà kiếm ý vừa ra sân đã đả thương Tần Du Nhiên kia, nhưng Dương Diệp hắn phải sợ đối phương sao? Bình tĩnh mà xem xét, trong các huyền giả cùng cấp, Dương Diệp hắn thật sự chẳng sợ người nào, cho dù là Nguyên Đồng thì hắn cũng chưa từng sợ. Thế là đài luận võ số 1 bị phá hủy. Đế quốc Đại Tần không thể không thành lập đài luận võ số 1 lại một tần nữa, lúc này đây mọi người thấy được sự đáng sợ của đế quốc Đại Tần, bởi vì đài luận võ cực lớn có chiều dài chiều rộng cả trăm trượng đã xuất hiện trên quảng trường trong vòng chưa tới một canh giờ. Vì vậy, lượt thi đấu mới lại bắt đầu. Cuộc so tài kéo dài liên tục đến ngày hôm sau, trong thời gian đó Dương Diệp ra sân tổng cộng 22 trận, 22 trận này đều toàn thắng,
cho nên bây giờ điểm tích lũy của hắn là một trong những người cao điểm nhất của 9 nhóm, sở dĩ nói vậy là vì trong 9 nhóm còn có 3 người cũng toàn thắng 12 trận. Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung, còn cả Lãnh Tâm Nhiên của Cung Băng Tuyết đều toàn thắng 22 trận, thu được 20 điểm tích lũy. Đáng nói là Tần Du Nhiên và Lâm Tu Nhiên của Lôi Đài số 1, từ khi hai người đấu với nhau xong không hề thấy bọn họ trong các trận thi đấu tiếp theo nữa. Cho nên hai người bọn họ chỉ thu được 21 điểm. Lại qua một ngày nữa, trong thời gian đó cũng không xuất hiện con ngựa đen siêu cấp giống như Lâm Tu Nhiên nữa, thời gian thi đấu vòng thứ 2 Thanh Vân Bảng giới hạn là 3 ngày, cho nên hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Buổi trưa, cùng với sự xuất hiện của Lý Tư, giai đoạn vòng 2 Thanh Vân Bảng chính thức kết thúc. Chính giữa quảng trường có 30 người đứng trên đài luận võ, nhìn 30 người này, ánh mắt của vô số huyền giả bên dưới lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì 30 người này chính là cộng từ 3 người nhiều điểm nhất trong mỗi tổ mà ra, nói đơn giản một chút chính là chỉ cần 30 người này không chết thì tên tuổi nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Nam Vực. Trên tường thành Hoàng Cung, Ngọc Hoàn của Kiếm Tông đang vui vẻ vô cùng, bởi vì Dương Diệp và Mộ Dung Yêu của Kiếm Tông đều bước vào danh sách 30 người đứng đầu, hơn nữa Lâm Tu Nhiên do Túy Đạo Nhân tìm tới cũng bước vào danh sách này. Có thể nói lúc này Kiếm Tông đã có 3 đệ tử tiền vào vòng 30 người đứng đầu, mà Quỷ Tông lại không có lầy một người, như vậy bảo hắn làm sao có thể không vui được cô. Ngọc Hoành, người đừng có vui quá hóa buồn. Đúng lúc này Thái Phượng của Bách Hoa Cung đột nhiên lạnh lùng nói. Phải biết là chỉ có người tiền vào vòng 30 người mà không chết mới có thể phân đến danh sách thành thị, người dám cam đoan Dương Diệp và Mộ Dung Yêu của Kiếm Tông ngươi không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn trong vòng thi xếp hạng lần thứ 2. Nghe vậy, Ngọc Hoành có chút biến sắc, ý cười trên mặt đã vơi đi rất nhiều, bởi vì Thái Phượng nói đúng, nếu như Dương Diệp và Mộ Dung Yêu chết trong vòng thi xếp hạng, vậy thì Kiếm Tông sẽ không khác gì với Quỷ Tông lần này rồi, bởi vì huyền giả bị nhập vào danh sách đã chết sẽ bị gạch bỏ tên. Nhìn thấy biểu cảm của Ngọc Hoành, khóe miệng Thái Phượng cười càng đậm hơn, nói. Ngọc Hoành, chắc ngươi cũng biết bây giờ có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu người không hy vọng Kiếm Tông vùng dậy. Ngươi cảm thấy những thế lực và những người này sẽ để Kiếm Tông có cơ hội vùng tên sao? Cho nên nếu ta là ngươi, ta sẽ khiến bọn họ vừa mới ra sân đã trực tiếp chịu thua, sau đó mãi mãi nhận thua, nếu vậy thì theo quy tắc của Thanh Vân Bảng, cái mạng nhỏ của bọn họ có thể được giữ lại. Cái mạng nhỏ được giữ tại, đương nhiên tên cũng sẽ có, Kiếm Tông ngươi đương nhiên có cơ hội vùng dậy rồi. Nghe vậy Ngọc Hoành có chút xuôi tai, tuy lời của Thái Phượng có khó nghe một chút nhưng cũng có lý. Thái Phượng nói đến thế lực không muốn để Kiếm Tông vùng dậy, đương nhiên là hắn biết hai thế lực nào, đương nhiên chính là Nguyên Đồng và Đế Quốc Đại Tần. Đế Quốc Đại Tần thì không muốn bất cứ thế lực nào vùng dậy và lớn mạnh, còn Nguyên Môn căm thù Kiếm Tông, đương nhiên là vì nguyên nhân Túy Đạo Nhân. Nếu Dương Diệp và Mộ Dung Yêu gặp phải Tần Du Nhiên và Nguyên Đồng trong vòng thi đấu thì không cần phải nói, chắc chắn tà Tần Du Nhiên và Nguyên Đồng sẽ không nương tay bất cứ cái gì. Nếu như vậy thành tích mà Kiếm Tông vất vả lắm mới có được sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt. Với hoàn cảnh hiện giờ của Kiếm Tông thật sự là không chịu nổi sự hành hạ như vậy. Mãi mãi nhận thua sao? Lúc này Tô Thanh Thi ở bên cạnh tiếc nhìn Thái Phượng, sau đó nói. Ngươi muốn khiến Kiếm Tông ta trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Trở thành trò cười tốt hơn là để Kiếm Tông tiếp tục tụt dốc, không phải sao? Thái Phượng cười lạnh nói. Lúc này Ngọc Hoành bên cạnh đột nhiên nói. Thái Phượng, người nói cũng có lý, thế nhưng nếu như vậy như Tô Thi Muội nói, danh tiếng của Kiếm Tông ta có thể bị hủy đi hoàn toàn. Cái này không được. Nghe thấy lời Ngọc Hoành, Tô Thanh Thi gật đầu, đệ tử của Kiếm Tông có thể bại nhưng tuyệt đối không thể mất mặt như vậy, nếu không sau này không ngóc đầu lên được không chỉ có Dương Diệp và Mộ Dung Yêu mà còn có toàn bộ đệ tử của Kiếm Tông. Thái Phượng nhìn thoáng qua Dương Diệp đang trên đài luận võ, trầm ngâm một lát. Đột nhiên cười quỷ dị, sau đó tiếp tục nói. Các ngươi có thể để Dương Diệp kia nhận thua, để Mộ Dung Yêu thi đấu như thường không phải là được rồi sao? Các ngươi nên biết ân oán giữa Bách Hoa Cung ta và hắn, nếu hắn đụng tới Tiểu Nguyệt, chắc chắn hắn phải chết. Nghe vậy Tô Thanh Thi nhíu mày, nàng ta ít nhiều cũng hiểu đôi chút về thực lực của Dương Diệp, thế nhưng nếu nói thực lực của Dương Diệp vượt qua Văn Nhân Nguyệt thì cho dù là nàng ta cũng có chút không tin. Không phải nàng ta không có lòng tin và sự tín nhiệm đối với Dương Diệp, thật sự là thời gian để Dương Diệp trở thành huyền giả quá ngắn, cộng thêm Dương Diệp lại chưa từng được Kiếm Tông bồi dưỡng, cho nên dù trên phương diện huyền kỹ năng hay tà công pháp, chắc chắn tà Dương Diệp cũng không hơn được Văn Nhân Nguyệt.
cho nên sau khi nghe Thái Phượng nói thẳng, trong mắt Tô Thanh thì hiện ra sự lo âu. Mà Ngọc Hoành bên cạnh lại như có điều suy nghĩ. Trên đài luận võ, ánh mắt Lý Tư đảo qua từng người trong số đám người Dương Diệp, nhìn những thiếu niên thiên tài này, trong lòng Lý Tư khe khẽ thở dài, nếu những thiếu niên yêu nghiệt này không có thế lực tông môn thì đều là nhân tài tương tai của đế quốc Đại Tần. Chỉ tiếc tà những yêu nghiệt siêu cấp trong đó đa số đều là đệ tử có thế lực tông môn. Cũng có thể nói những người này tương tai đều rất có khả năng sẽ trở thành kẻ địch lớn mạnh của đế quốc Đại Tần. Lý Tư khẽ tắc đầu, thu hồi suy nghĩ lại, mở miệng nói. Các vị, chúc mừng các vị tiến vào Thanh Vân Bảng, chỉ cần các vị không chết trong trận thi đấu ngày mai, thì tông môn hoặc thế gia mà các vị đại diện sẽ nhận được danh sách tài nguyên thành thị, tên của các vị cũng sẽ được đế quốc Đại Tần thông báo với Cửu Châu. Nói chung trong vòng thi xếp hạng tiếp theo, chỉ cần các vị không chết, danh và lợi đều sẽ đến trước mặt các vị, mà các vị cũng sẽ lên như diều gặp gió một cách chân chính. Lý Tư nói không hề sai, vào vòng 30 người trong Thanh Vân Bảng, bản thân cũng đã chứng minh được thiên phú và tiềm lực với mọi người, chỉ cần không chết, muốn gia nhập Kiếm Tông hay Tà Nguyệt Tông và cả hai cung cũng không phải là suy nghĩ viễn vông nữa. Nếu muốn gia nhập Nguyên Tông và Học viện Hoàng gia của Đế quốc Đại Tần, vòng 30 vẫn chưa đủ, trừ phi tà vòng 20, hoặc là có tiềm lực khiến Nguyên Tông và Học viện Hoàng gia đều động lòng. Tiếp theo, Lý Tư Tại nói về một vài quy tắc thi đấu xếp hạng. Quy tắc thi đấu xếp hạng càng khốc liệt hơn so với vòng đầu tiên, thi đấu xếp hạng cũng là rút thăm quyết định đối thủ, có điều lần này có hơi khác so với vòng thi thứ nhất, bởi vì tần này không thể thua. Chỉ cần thua là sẽ tập tức mất đi tư cách tiếp tục thi đấu tranh hạng. Bởi vì đã thi đấu 3 ngày liên tiếp cho nên vòng thi xếp hạng thứ 2 đẩy tới ngày mai, để cho các huyền giả có một thời gian nghỉ ngơi. Cuối cùng Lý Tư nói, vì sự an toàn của chư vị, mong các vị đừng ra khỏi đế đô. Phải biết rằng Thanh Vân Bảng khóa trước có rất nhiều huyền giả biến mất không rõ nguyên nhân. Cho nên các vị cố gắng đừng ra khỏi đế đô, chỉ cần ở bên trong đế đô, Đại Tần ta có thể bảo đảm an toàn cho các vị, nhưng nếu như ra khỏi đế đô thì Đại Tần ta chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Lý Tư nói xong liền động thân hình, biến mất ngay tại chỗ. Thấy Lý Tư rời đi, một vài huyền giả trên đài luận võ cũng khẽ động mình một cái lao xuống dưới đài luận võ. Đối với bọn họ thì bọn họ không muốn lãng phí một chút thời gian tu luyện nào. Trên đài luận võ, Tần Du Nhiên nhìn Lâm Tu Nhiên, nói. Mối sỉ nhục ngày hôm qua, ngày mai ta sẽ khiến ngươi phải dùng tính mạng để trả. Hôm qua bị trọng thương trước mắt Lâm Tu Nhiên, điều này đối với hắn chính là một sự sỉ nhục to lớn không thể nghi ngờ, mà muốn gột rửa mối nhục này, chỉ có ngày mai dùng tính mạng Lâm Tu Nhiên để gột rửa. Tần Du Nhiên nói xong không đợi Lâm Tu Nhiên trả lời đã nhảy xuống đáp trên đất, sau đó biến mất trong tầm mắt mọi người chỉ với vài cú nhảy. Nhìn nơi Tần Du Nhiên biến mất, Lâm Tu Nhiên cười lạnh một tiếng, bỗng dưng như nghĩ tới điều gì, Lâm Tu Nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp đang đi xuống khỏi đài luận võ. Đứng lại, nhưng Dương Diệp không hề dừng bước, trực tiếp đi xuống phía dưới. Thấy vậy ánh mắt Lâm Tu Nhiên đột nhiên lạnh tại. Khẽ động mình một cái đi tới trước mặt Dương Diệp, cản trở lối đi của Dương Diệp sau đó lạnh lùng nói. Bảo ngươi đứng tại không có ý gì khác, chỉ ta muốn xem thử người đã đạt được tầng thứ 22 của tháp kiếm nô trông như thế nào, có điều đáng tiếc, ta có chút thất vọng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Tu Nhiên, sau đó nói. Nói xong chưa ồ. Lâm Tu Nhiên nheo hai mắt lại, sát ý trong mắt chợt lóe lên, nói. Xem ra ngươi còn kiêu ngạo hơn cả Tần Du Nhiên kia, kết cục sau sự kiêu ngạo của hắn chắc ngươi cũng đã thấy, hắn có huyền giáp địa cáp trung phẩm, ta nghĩ chắc ngươi không có chứ. Dương Diệp trầm ngâm một chút, sau đó nói. Thực ra ta rất ngạc nhiên, có vẻ như chúng ta chưa từng gặp mà tổ vì sao ngươi tại nhầm vào ta như vậy. Lâm Tu Nhiên cười lạnh, nói. Xem ra ngươi vẫn chưa biết thân phận thật của ta, sư phụ ta là Túy Đạo Nhân. Tương lai của Kiếm Tông sẽ do ta gánh vác chứ không phải ngươi, hiểu chưa ồ? Dương Diệp đã hiểu ra, chẳng trách kiếm kỹ của đối phương sắc bén như vậy, hóa ra là đồ đệ của Túy Đạo Nhân, chỉ có điều nếu là đồ đệ của Túy Đạo Nhân thì vì sao lần này hắn ta không đại diện Kiếm Tông tham gia Thanh Vân Bảng chứ? Lắc đầu, Dương Diệp không suy nghĩ những thứ này nữa, những thứ này chẳng có quan hệ gì với Dương Diệp hắn, người trước mắt này muốn gánh vác tương lai của Kiếm Tông cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Dương Diệp nói, ngươi muốn gánh vác tương tai của Kiếm Tông vậy thì ngươi cứ gánh vác đi, ngươi yên tâm, ta không có ý muốn tranh giành với ngươi.
nhưng ta thấy ngươi rất khó chịu. Lâm Tu Nhiên đột nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp nghe vậy thì đột nhiên cảm thấy buồn cười, sau đó nói. Ngươi tới cắn ta đồ. Hai mắt Lâm Tu Nhiên híp lại, kiếm sắt màu đen trong tay phát ra một tiếng kiếm rung, nhưng đúng lúc này Ngọc Hoành và Tô Thanh thì đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Thấy hai người sắp ra tay, Ngọc Hoành nhướng mày liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, người đã từng là đệ tử ngoại môn của kiếm tông ta, theo vai về mà nói ngươi nên gọi Tu Nhiên một tiếng sư thú cổ. Nghe vậy Dương Diệp lắc đầu nói. Ngọc tiền bối, ông cũng nói rồi, đó là đã từng, hôm nay ta đã không còn là đệ tử của kiếm tông. Còn nữa, nếu không muốn đệ tử tương tai phải khiêng cờ lớn của kiếm tông chết sớm, vậy tốt nhất khuyên hắn ta khiêm tốn một chút. Dương Diệp nói xong liền gật đầu với Tô Thanh Thi, sau đó không đứng lại nữa, đi xuống đài luận võ. Trên đài luận võ, Lâm Tu Nhiên nhìn bóng lưng Dương Diệp, sát ý trong mắt không hề che giấu. Sau khi rời khỏi quảng trường Hoàng Cung, Dương Diệp đi tới tiên khách cư, nhưng điều khiến Dương Diệp kinh ngạc là tiên khách cư lại đóng cửa. Hỏi thăm một vài cửa hàng xung quanh tiên khách cư Dương Diệp mới biết, thì ra trước khi hắn tiến vào dãy núi Thanh Vân, tiên khách cư đột nhiên đóng cửa, sau đó tất cả đồ đạc bên trong giống như bốc khói khỏi thế gian vậy. Nhìn tiên khách cư đóng chặt cửa trước mắt, Dương Diệp trầm mặc, phương thức liên lạc duy nhất giữa hắn và Tần Tịch Nguyệt chính là tiên khách cư, bây giờ tiên khách cư đóng cửa, hắn phải liên lạc với Tần Tịch Nguyệt kiểu gì? Đương nhiên sâu trong lòng hắn còn có chuyện khác lo lắng hơn. Đó chính là tại sao tiên khách cư lại đóng cửa. Là Tần Tịch Nguyệt muốn cắt đứt quan hệ với hắn, hay là Tần Tịch Nguyệt gặp khó khăn gì cho nên mới đóng cửa, cắt đứt liên lạc với Há Nổ. Tuy giữa hắn và Tần Tịch Nguyệt có chút mập mờ nhưng hắn biết, quan hệ giữa bọn họ đa phần là vì quyền lợi, có thể Tần Tịch Nguyệt có chút hảo cảm với hắn, nhưng nếu nói yêu Dương Diệp hắn thì hắn không tin lắm. Nữ nhân lớn lên trong hoàng cung giống như Tần Tịch Nguyệt, tuyệt đối không thể nào dễ dàng thích một người được. Một lúc Dương Diệp lắc đầu xoay người rời khỏi tiên khách cư. Đối với hắn bây giờ quan trọng nhất là Thanh Vân Bảng, còn về chuyện của Tần Tịch Nguyệt hắn chỉ có thể tạm thời gạt qua một bên. Bởi vì nếu hắn chết trong trận thi đấu, vậy thì những thứ này đều không có ý nghĩa gì. Cho nên bây giờ quan trọng là hắn phải làm sao để giành được vị trí số 1 Thanh Vân Bảng, đồng thời sống sót. Sau khi rời khỏi tiên khách cư, Dương Diệp đi thong dong không có mục đích trên đường phố. Bởi vì lúc này hắn sầu khổ phát hiện ra, có vẻ như hắn là người cô đơn. Đệ tử kiếm tông, hắn không phải, đệ tử của công hội Phù Văn Sư, hắn cũng không phải, bây giờ tiên khách cư cũng đóng cửa, ngay cả một nơi ghé chân Dương Diệp hắn cũng không có. Khóe miệng Dương Diệp cong lên tự giễu, sau đó tiếp tục đi lang thang về phía trước đường phố không có mục đích. Mà đúng lúc này Dương Diệp đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước. Chỉ thấy Tô Thanh Thi xuất hiện ở đó tự túc nào. Nhìn thấy Tô Thanh Thi, gương mặt Dương Diệp tỏa ra một nụ cười, cho dù thế nào cuối cùng người trước mắt vẫn không quên hắn, điều này đối với hắn đã là đủ rồi. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe tên thần sắc phức tạp, đối với nam tử trước mắt này, nàng đặt tay tên ngực tự hỏi, mình thích hắn sao? Có hoặc là không, nàng đã từng hỏi mình vô số lần như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có một đáp án, hoặc là nói. Trước sau gì nàng vẫn không muốn đối mặt với suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong lòng mình. Khẽ tắc đầu, Tô Thanh Thi mở miệng nói. Sao không về kiếm Tô Ngô? Dương Diệp mỉm cười, nói. Cô cũng không phải không biết quan hệ giữa ta và kiếm Tông, quay về kiếm Tông sẽ chỉ khiến ta và người của kiếm Tông trở nên ngại ngùng, cho nên không về thì tốt hơn. Tô Thanh Thi im lặng một lát lại nói. Tình cảnh hôm nay của huynh rất nguy hiểm, nếu có thể. Ngày mai hãy từ bỏ vị trí số 1 Thanh Vân Bảng, được không? Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta biết cho dù là Nguyên Môn hay Tà Bách Hoa Cung và cả Tần Du Nhiên của Đế Quốc Đại Tần, thậm chí là Lâm Tu Nhiên của Kiếm Tông cũng đều muốn giết ta, nhưng không có cách nào cả, vị trí số 1 Thanh Vân Bảng ta nhất định phải có được, cho dù là vì vậy mà có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Tô Thanh thì khẽ lắc đầu, sau đó nói. Nếu huynh giành được vị trí số 1 Thanh Vân Bảng, Nguyên Môn và Bách Hoa Cung sẽ không để huynh sống trên cõi đời này. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta biết, nhưng ta vẫn phải tranh vị trí số 1 đó, bởi vì nếu không được vị trí số 1 thì ta sẽ thật sự 10 phần chết không phần sống. Nếu giành được vị trí số 1 vậy thì Dương Diệp ta lại có giá trị một tần nữa. Đến lúc đó Đế Quốc Đại Tần, còn cả công hội Phù Văn Sư, thậm chí là Kiếm Tông cũng sẽ xem trọng ta, không phải sao?
Thực ra Dương Diệp vẫn tuôn hiểu rằng hắn đã dần thân vào chỗ chết, Nguyên Môn và Bách Hoa Cung muốn giết hắn, đây đã không phải tà bí mật gì, nếu không phải lúc này là Thanh Vân Bảng, hắn đã không phải là người của Công hội Phù Văn Sư thì có lẽ không biết hắn đã chết ở đâu tự đời nào. Nếu muốn trừ bỏ thế chết này, theo như hắn nói thì chỉ có thể khiến cho những thế lực này nhận thức được giá trị của hắn một tầng nữa. Chỉ cần hắn giành được vị trí số một Thanh Vân Bảng, hắn tin khi đó Kiếm Tông và Đế Quốc Đại Tần, thậm chí cả Công hội Phù Văn Sư cũng sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, kẻ không có giá trị chỉ có thể bị bỏ rơi, nhưng người có giá trị thì sẽ có vô số người đến chăm sóc. Tô Thanh Thi lại trầm mặc, nàng thừa nhận Dương Diệp nói có lý, hôm nay quả thật Dương Diệp đã nằm trong thế cục chết, nếu hắn không thể chứng minh giá trị của mình, Túy đạo nhân của Kiếm Tông sẽ không ra mặt bảo vệ hắn, Công hội Phù Văn Sư cũng sẽ không ra mặt bảo vệ hắn. Mà Đế Quốc Đại Tần, đương nhiên Đế Quốc Đại Tần cũng sẽ không vì một kẻ không có giá trị mà trở mặt với Nguyên Môn và Bách Hoa Cung. Như Dương Diệp nói, bây giờ Dương Diệp chỉ có thể có tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể có một chút hy vọng sống. Khẽ thở dài, Tô Thanh Thi nói. Ta không biết huynh còn quân bài nào chưa lật khiến huynh có thể có lòng tin giành vị trí số một, ta chỉ muốn nói, không nhắc đến Nguyên Đồng, chỉ Tần Du Nhiên và hai người của Bách Hoa Cung, Băng Tuyết, còn cả Lâm Tu Nhiên mà Túy Sư Bá tìm kiếm về kia nữa, thực lực của bọn họ thật sự không đơn giản, huynh muốn giành vị trí số một thật sự rất khó khăn. Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Tô Thanh Thị, trong lòng Dương Diệp ấm áp, sau đó cười nói. Yên tâm, nếu ta đã dám nhắm vị trí số một thì ta phải có một chút bản lĩnh, cô biết rồi đấy, ta không phải loại người phồng má giả làm kẻ mập, bắt lực mà còn muốn tiến lên chịu chết. Tô Thanh Thị liếc nhìn Dương Diệp, do dự một chút sau đó lại nói. Lâm Tụ Nhiên là thiên tài mà Túy Sư Bá tìm kiếm cho Kiếm Tông, hắn ta được Túy Sư Bá dẫn dắt. Kỹ thuật trên phương diện kiếm đạo rất thâm sâu, nếu huynh gặp phải hắn thì phải cẩn thận. Còn nữa, nếu hắn bại dưới tay huynh, hy vọng huynh tha cho hắn một mạng, thế nào? Dương Diệp mỉm cười nói. Thanh Thi, lúc trước cô cũng thấy rồi đấy, là hắn có địch ý với ta, không phải ta có thủ với hắn. Ta tin nếu bọn ta gặp nhau trong vòng thi đấu, hắn nhất định sẽ ra đòn chết với ta, nếu vậy đương nhiên ta cũng không thể nào nương tay. Cho nên yêu cầu này của nàng không thể đồng ý, nếu hắn muốn giết ta thì ta sẽ phải giết hắn. Trong rất nhiều chuyện hắn có thể chọn thỏa hiệp và nhượng bộ, nhưng trong vấn đề nguyên tắc Dương Diệp hắn sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Sát ý của Lâm Tu Nhiên dành cho hắn rất rõ ràng, đương nhiên hắn sẽ không ngốc nghếch thủ hạ lưu tình trong thi đấu. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, Tô Thanh Thi lại khẽ thở dài tần nữa, cho dù là Dương Diệp hay là Lâm Tu Nhiên. Nàng không hy vọng bất kỳ ai trong hai người chết trên đài luận võ. Lâm Tu Nhiên là người mà Túy đạo nhân chọn, nếu Dương Diệp giết hắn ta, Dương Diệp vô cùng có khả năng để lại án tượng xấu trong lòng Túy đạo nhân, điều này đối với Dương Diệp chắc chắn là một chuyện xấu. Hơn nữa Kiếm Tông lúc này quả thật cũng cần có được thiên tài như Lâm Tu Nhiên. Tô Thanh Thi không nói nữa, liếc nhìn Dương Diệp do dự một chút, sau đó khẽ động mình, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Sau đó Dương Diệp cảm giác được một mùi hương thoang thoảng phả vào mặt, chợt một cơ thể mềm mại ám áp sát vào người hắn, chỉ nghe thấy Tô Thanh Thi nhỏ giọng nói. Sống đến khi kết thúc Thanh Vân Bảng. Dứt lời, bóng dáng Tô Thanh Thi hiện lên rồi biến mất trước mặt Dương Diệp. Một lát sau Dương Diệp hoàn hồn tại, sau đó hiểu ý cười, khi Tô Thanh Thi bảo hắn giữ tại tính mạng cho Lâm Tu Nhiên, tuy biết Tô Thanh Thi chỉ muốn Kiếm Tông không bị tổn thất một thiên tài. Nhưng là một người đàn ông, trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái. Bởi vì trong lòng Tô Thanh Thị, địa vị của Kiếm Tông vẫn trên hắn. Đương nhiên đa phần là vì hắn cho rằng cho tới giờ Tô Thanh Thi vẫn tỏ ra thân thiện với hắn là bởi vì Dương Diệp hắn có giá trị với Kiếm Tông, bởi vì Dương Diệp hắn có thể mang đến quyền lợi cho Kiếm Tông, cho nên nàng mới đối xử với hắn như vậy. Nhưng câu nói sau cùng khi Tô Thanh Thi vừa rời đi nói cho hắn biết, trong lòng Tô Thanh Thi rốt cuộc vẫn có hắn. Có thể là không nhiều bằng Kiếm Tông nhưng với hắn như vậy đã đủ rồi. Dương Diệp hắn không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm, hắn không biết cách làm sao để yêu một người, hắn chỉ biết ta thích một người thì phải cố gắng ra sức, cho nàng điều tốt nhất dù đối phương không yêu hắn. Tuy đơn phương ra sức là tình yêu rất cực khổ nhưng với hắn, có thể thích một người đã là chuyện vô cùng hạnh phúc đối với bản thân rồi. Đương nhiên, nếu người mình thích cũng có thể thích mình vậy thì càng hạnh phúc. Suy nghĩ một chút. Nụ cười trên gương mặt Dương Diệp dần tan ra,
nhưng đúng lúc này hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn tròn tên, đồng thời tử linh kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra tiếng kiếm rung, sau đó rung tên vô cùng mãnh liệt, như muốn thoát khỏi tay hắn, muốn phóng tên cao vậy. Mà chỗ hai chân hắn đang đứng, đá lát nhà xanh cứng đột nhiên tại xuất hiện vô số khe nứt quỷ dị chi chít như mạng nhện, lúc đầu chỉ là chỗ hai chân Dương Diệp đứng, nhưng chưa đến hai nhịp thở, những khe nhỏ dày như mạng nhện này đã lan ra bốn phương tám hướng. Lúc này lấy Dương Diệp tàm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng xung quanh hắn, nền đá bắt đầu nứt nẻ từng khúc. May là lúc này vào đêm muộn, con đường Dương Diệp đi lại thuộc về nơi vắng vẻ nên mới không có ai phát hiện ra cảnh tượng quỷ dị này. Đứng tại chỗ một lát, Dương Diệp lắc đầu cười khổ nói. Không ngờ mình chỉ thông suốt một suy nghĩ mà đã đạt được kiếm ý lớp thứ tư, điều này quả là có chút hài hước. Đúng vậy, lúc này Dương Diệp đã đạt được kiếm ý lớp thứ tư, về phần vì sao tại trực tiếp đạt được kiếm ý cấp thứ tư thì Dương Diệp cũng không rõ lắm, có điều hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ là vì hắn đã gỡ được khúc mắc lúc trước, suy nghĩ trong đầu thông suốt chính là nguyên nhân. Có điều dù thế nào đi nữa. Lúc này để thăng kiếm ý đến lớp thứ tư chắc chắn là một chuyện tốt đối với hắn, đang đối mặt với những thiếu niên thiên tài tiếp theo, Dương Diệp hắn tại có thêm vài phần bản lĩnh và thực lực. Nhìn cảnh tượng do kiếm ý bị bộc lộ tạo thành ở xung quanh một chút, Dương Diệp cười dài một tiếng, sau đó khẽ động mình biến mất ngay tại chỗ. Ngày thứ hai, trời lờ mờ sáng, trước cửa hoàng cung của đế quốc Đại Tần đã có vô số huyền giả đang tụ tập. Ở chính giữa quảng trường có một đài tỷ võ rất lớn. Trên đài tỷ võ có 30 người nổi bật nhất trong cuộc thi đấu đội nhóm ngày hôm qua mà không đúng, phải là 31 người, bởi vì lúc này Nguyên Đồng cũng đang đứng trên đài tỷ võ. Giữa vô số âm thanh ồn ào, Lý Tư và Bạch Khởi trong bộ khôi giáp kim sắc đột nhiên xuất hiện trên đài tỷ võ, khi hai người bọn họ xuất hiện trên đài tỷ võ thì bên dưới khán đài bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt Lý Tư đảo qua từng đám người ở dưới khán đài. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trước mặt 6 người có thế lực lớn đang đứng trên tường thành hoàng cung, sau đó nói. Chư vị đều biết thi đấu thanh vân bảng rắt là làn khóc, trong lúc tỉ thí khó có thể tránh khỏi thương vong, ta biết những người đang đứng trên đài đều là thiếu niên thiên tài trong môn phái của các vị, chư vị sẽ không nỡ lòng bỏ mặc bọn họ sống chết trên đài tỷ võ, thế nhưng, bổn tướng phải nhắc nhở chư vị một chút, không nên phá hủy quy tắc thanh vân bảng và càng không được tự ý ra tay cứu đệ tử môn phái mình. Hoặc là ra tay với huyền giả dự thi, nếu như có người làm trái, bổn tướng xin lấy danh nghĩa của đế quốc Đại Tần ra bảo đảm. Cho dù ngươi là thế lực của người nào thì ngươi cũng sẽ không thể rời khỏi đế đô này. Nghe được những câu nói của Lý Tư, Thanh Vân Tử đang đứng trên tường thành hoàng cung hừ lạnh một tiếng, nói. Khá lắm cho câu không thể đi khỏi đế đô này, đế quốc Đại Tần này quả thực là càng ngày càng hung hăng kiêu ngạo. Rõ ràng Thanh Vân Tử cảm thấy rất khó chịu khi nghe giọng điệu uy hiếp của Lý Tư. Thanh Vân Tử, ngươi và Lý Tư này, ai mạnh ai yếu? Lúc này, Thải Phượng Bách Hoa Cung đứng bên cạnh đột nhiên hỏi. Thanh Vân Tử trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Ở đế đô này, trong tôn giả cảnh ngoại trừ người kia ra, không có ai là đối thủ của hắn, ta cũng không phải. Thế nhưng ra khỏi đế đô, không có quyền lực của đế quốc bảo vệ, hắn không phải là đối thủ của ta. Thải Phượng tiếc mắt nhìn Lý Tư đang đứng ở dưới, trong mắt lóe lên một sự kiêng kỵ, như Thanh Vân Tử từng nói, Lý Tư này có chí hướng quang minh chính đại, hơn nữa bản thân tu luyện hạo nhiên chính khí và còn có một đế quốc bảo vệ, ở đế đô này, đừng nói tôn giả cảnh, ngay cả hoàng giả cảnh thì hắn cũng có thể chống lại. Đế quốc Đại Tần có được hai kẻ siêu mạnh như Lý Tư và Bạch Khởi này, còn có tứ đại thần tướng và tám đại vương hầu, dưới trướng những người này là đội quân thần bí. Nếu như không phải ở bên ngoài có kẻ thù mạnh, chỉ sợ lúc này bọn họ đã ra tay với môn tông của chúng ta rồi. Ngọc Hành của Kiếm Tông bỗng nhiên lên tiếng. Nghe được lời nói của Ngọc Hành, trong sân đấu mọi người đều trầm tĩnh. Ở Nam Vực, tuy bây giờ 6 thế lực lớn và đế quốc Đại Tần vẫn đang chung sống yên ổn với nhau nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Người của 6 thế lực lớn đều biết, đế quốc Đại Tần là quái vật khổng lồ mà nói chính xác là Thủy Hoàng kia. Vẫn luôn muốn làm những chuyện lúc trước mà trụ vương kia muốn làm. Sở dĩ bây giờ còn chưa làm là bởi vì mọi người còn có kẻ địch mạnh mẽ hơn. Trên đài tỷ võ, sau khi giới thiệu một số quy tắc xong, cuối cùng Lý Tư tuyên bố. Chư vị, xếp hạng thi đấu chính thức bắt đầu. Nói xong, Lý Tư tại nói tiếp. Trận đầu, Nguyên Môn Nguyên Đồng đấu với tán tu Lý Tinh Hà. Dì dầm. Nghe được lời nói của Lý Tư,
tất cả thuộc hạ bên dưới bắt đầu xôn xao, bởi vì bọn họ không ngờ người đầu tiên ra trận lại là Nguyên Đồng. Trên đài tỷ võ, người thanh niên tên là Lý Tinh Hà nghe những lời của Lý Tư thì đầu tiên là sững sờ, sau đó gương mặt lộ ra vẻ khổ sở, hắn có thể lọt vào 30 vị trí đầu, thực lực đương nhiên không cần phải nói, ban đầu hắn còn muốn gãi ngứa vài tên trước đã, thế nhưng không ngờ trận đầu tiên hắn đã gặp phải một người quái dị nhất Nam vực này. Biết rõ không phải là đối thủ, thế nhưng cũng không thể không chiến đấu. Lý Tinh Hà hít một thật sâu, sau đó đi đến phía đối diện của Nguyên Đồng, hơi ôm quyền, nói. Xin mời chỉ giáo. Nguyên Đồng cười hờ hững, sau đó nói. Can đảm lắm, ngươi ra tay trước đi, nếu không thì sẽ không còn cơ hội ra tay đâu. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Lý Tinh Hà lóe lên một chút tức giận, có thể tiến vào 30 vị trí đầu của Thanh Vân Bảng. Tài năng và thực lực của hắn đương nhiên không cần phải nói, có tài năng, có thực lực, vậy dĩ nhiên là có thể kiêu ngạo nhưng hiện tại tại bị Nguyên Đồng xem thường như vậy, hắn có thể không giận được sao? Cổ tay hơi động, một thanh trường kiếm xanh thẳm xuất hiện trong tay hắn, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chảy vào bên trong trường kiếm xanh thẳm, huyền khí càng chảy vào không ngừng thì quanh thân trường kiếm càng xuất hiện nhiều gợn sóng như những làn sóng nước thực sự. Trong một khắc, tay Lý Tinh Hà cầm trường kiếm xanh thẳm đột nhiên chém về phía Nguyên Đồng. Thủy Mạc Thiên Hoa. Khi Lý Tinh Hà gầm tên một tiếng, trong nháy mắt những gợn sóng nước trong trường kiếm xanh thẳm đột nhiên dâng lên như là thủy triều, những làn sóng trong trường kiếm xanh thẳm càng ngày càng dâng cao, trên bầu trời, những làn sóng dâng cao che ngập cả bầu trời đè ép Nguyên Đồng đang đứng ngạo nghễ. Nhìn về phía xa, Nguyên Đồng vẫn hờ hững đứng bất động như cũ, trong mắt Lý Tinh Hà lóe lên vẻ vui mừng. Thủy Mạc Thiên Hoa này là địa giai hạ phẩm huyền kỹ, ở vòng thi đấu thứ nhất, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng tới, vì là con át chủ bài, sau đó ở vòng thứ hai này tranh thủ chiếm một vị trí tốt. Chỉ là hắn không ngờ trận thứ nhất hắn lại gặp phải Nguyên Đồng, vì lẽ đó mà hắn không chút do dự sử dụng tới lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Mà bây giờ Nguyên Đồng đang đứng trước mặt địa giai huyền kỹ mà còn khinh địch như vậy, điều này khiến hắn có chút lòng chờ mong vào vận may. Nhìn làn sóng nước che ngập bầu trời đập vào mặt, Nguyên Đồng chậm rãi tắc đầu, nói. Huyền kỹ này vốn là rất mạnh, thế nhưng thật đáng tiếc, ngươi lại không thể phát huy uy lực thật sự của nó, ở trong tay ngươi quả thực có chút lãng phí. Nói xong, hắn đi một bước về phía trước, sau đó đấm một quyền lại. Phát! Khi Nguyên Đồng quát nhẹ một tiếng, một luồng quyền kình tử trong nắm đấm Nguyên Đồng rung động mà truyền ra. Bỗng nhiên những làn sóng nước trước mặt Nguyên Đồng giống như tuyết gặp dầu sôi, trong nháy mắt liền biến mất. Nhìn thấy một màn này, dưới trường đấu vô số người ngây dại. Đây chính là địa giai huyền kỹ đó, vậy mà bị một quyền của Nguyên Đồng đấm cho tan nát. Lúc này sắc mặt Dương Diệp cũng có chút nghiêm nghị, cho đến nay, sức mạnh thực sự của Nguyên Đồng đều chỉ được nghe người khác nói mà hắn cũng chỉ giao thủ với Nguyên Đồng một lần. Vì lẽ đó hắn quả thực không biết rõ thực lực của Nguyên Đồng này đến tột cùng đã đạt đến mức độ nào rồi. Thế nhưng bây giờ, địa giai huyền kỹ này lại đều bị một quyền đơn giản của hắn phá tan, thực lực như vậy, đúng là có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Ngoại trừ Dương Diệp, lúc này những huyền giả đã lọt vào 30 vị trí đầu đều có sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, trong đó bao gồm Tần Du Nhiên, còn có Băng Tuyết Cung và hai nữ tử Bách Hoa Cung. Ngay cả Lâm Tu Nhiên là người được Túy đạo nhân lựa chọn cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên, thời khắc này, thực lực của Nguyên Đồng thực sự khiến bọn họ khiếp sợ. Trên đài tỷ võ, một quyền đánh tan địa giai huyền kỹ. Sau khi đánh tan Thủy Mạc Thiên Hoa, Nguyên Đồng cũng không có thừa thắng xông lên mà nhìn Lý Tỉnh Hà chưa phục hồi tinh thần, nói. Huyền khí không thuần, huyền kỹ tu luyện không đến nơi đến chốn, trở về cố gắng tu luyện mấy năm nữa đi. Nghe thấy vậy, Lý Tinh Hà cay đắng nở nụ cười, sau đó quay về phía Nguyên Đồng ôm quyền, nói. Cảm ơn, ta nhận thua. Dứt lời, nhún người nhảy xuống đài tỷ võ. Nguyên Đồng, Nguyên Đồng, Vũ Thần, Vũ Thần. Sau khi Lý Tinh Hà xuống đài, mọi người ở trường đâu phục hồi tinh thần tại, sau đó có vô số tiếng reo hò đột nhiên xông thẳng lên trời. Trương thế giới cường giả vi tôn này, đối với kẻ mạnh đều được mọi người tôn kính và sùng bái. Không thể nghi ngờ, thực lực của Nguyên Đồng được mọi người tôn kính và sùng bái. Hay nói đơn giản một chút, lúc này Nguyên Đồng đã trở thành thần tượng trong lòng của rất nhiều huyền giả. Nhìn vào ánh mắt sùng bái của vô số người bên dưới, nghe thấy vô số người hò hét, Nguyên Đồng cười hờ hững một tiếng, lần này Thanh Vân Bảng, không, phải nói bắt đầu từ giờ phút này,
tương lai của Nam vực trong vòng mấy trăm năm sau đều sẽ trở thành sân khấu của một mình Nguyên Đồng hắn, trong mấy trăm năm này, tất cả những thiên lại yêu nghiệt đều nhất định xem hắn là thần tượng. Ở nơi nào đó, Lý Tư nhìn Nguyên Đồng trên đài tỷ võ, trong mắt lóe lên một chút lo lắng, nói. Người này có thực lực và thiên phú quả thực cực kỳ quái dị, nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành thì ngày sau tất trở thành một kẻ địch mạnh của đế quốc Đại Tần ta. Thừa lúc loại trừ sớm. Đứng bên cạnh Lý Tư, Bạch Khởi tời ít mà ý nhiều, nói. Lý Tư có một chút động tâm nhưng nhanh chóng lắc đầu, nói. Không thể động vào, chí ít không thể do chúng ta động thủ, nếu không, Nam vực chắc chắn đại loạn. Nói xong, Lý Tư tại nói tiếp. Đáng tiếc, lần thi đấu thanh vân bảng này là cơ hội tốt nhất để giết hắn, chỉ là đáng tiếc, trong số 30 người trên đài, không có người nào có thể giết chết hắn. Chưa trừ diệt được hắn thì sau này rất có khả năng hắn sẽ trở thành nhân vật tổ sư kiếm tông năm đó, đến lúc đó, đế quốc Đại Tân ta nguy rồi. Bạch Khởi trầm giọng nói. Đặc biệt một khi hắn đã khẳng định địa vị Vũ Thần, đến lúc đó, lấy tiếng tăm và danh nghĩa của Vũ Thần, toàn bộ Nam vực sẽ có bao nhiêu huyền giả sẽ gia nhập vào nguyên môn chứ? Lý Tư chậm rãi lắc đầu, nói. Những lời này ngươi nói, ta làm sao lại không biết chứ? Thủy Hoàng sao lại không biết, thế nhưng cho dù biết rồi thì có thể làm được gì? Bây giờ ngươi và ta cùng liên thủ, đúng là có thể trừ khử được hắn, thế nhưng sau này sẽ có hậu quả như thế nào? Hậu quả chính là gây ra trận chiến sống chết giữa Đại Tần và Nguyên Môn, mà đến lúc đó, sáu thế lực lớn và các thế lực khác nhất định sẽ đứng về phía Nguyên Môn. Đến lúc đó, toàn bộ Nam vực sẽ trở nên đại loạn. Nghe thấy vậy, Bạch Khởi trầm tĩnh. Đại Tần không e ngại Nguyên Môn nhưng không thể không kiêng kỵ đệ nhất tông môn Nam vực này, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận, gốc gác và thực lực Nguyên Môn thật sự rất kinh khủng. Thở dài khe khẽ, thân hình Lý Tư hơi động, xuất hiện trên đài luận võ, tiếc mắt nhìn Nguyên Đồng, Lý Tư nói. Trận chiến này, Nguyên Môn Nguyên Đồng thắng. Nghe thầy Lý Tư tuyên bố, đám thuộc hạ lại bắt đầu gieo hò ầm ĩ, chứng kiến Vũ Thần khẳng định địa vị, chuyện này đối với bọn họ mà nói. Không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng vinh hạnh. Nguyên Đồng quay đầu về phía Lý Tư thi lễ một cái, sau đó nhún người nhảy xuống đài luận võ. Sau đó, trận tỷ thí thứ hai tại tiếp tục, trải qua 15 trận tỷ thí, trên sân chỉ còn lại 16 người, trong đó có Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, còn có Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên, Đế Quốc Đại Tần Tần Du Nhiên, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu và Dương Diệp, còn có Lâm Tu Nhiên đều tần tượt trải qua cuộc tỷ võ. Thế nhưng khiến những huyền giả kia thất vọng chính là trong 15 cuộc tỷ thí này, đều chưa từng xuất hiện cái gì gọi là hắc mã. Vì vậy, đệ tử của 6 thế lực lớn đều tiến vào top 16. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thứ 2 đã đến. Kiếm Tông Dương Diệp đấu với Học viện Hoàng gia Tần Du Nhiên. Chuyên đài tỷ võ, sau khi nghe được câu nói của Lý Tư thì không khí giữa khán đài tại bắt đầu trở nên sôi động. Chuyên đài tỷ võ. Tần Du Nhiên nhìn về Dương Diệp đang đứng phía đối diện, trong mắt chợt lóe lên sát khí, nói. Không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy, vận may của ngươi sẽ chấm dứt ở nơi này. Có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi mà ta sẽ đánh ngươi tàn phế, có phải ngươi đang lĩnh ngộ kiếm ý hay không? Nếu vậy ta sẽ chém đứt hai cánh tay của ngươi, một kiếm đạo thiên lại đang lĩnh ngộ kiếm ý nhưng lại không có hai tay, cảnh tượng như vậy, ta thật sự rất chờ mong được nhìn thấy nó. Dương Diệp lắc đầu, Tần Du Nhiên trước mắt này không chỉ hung hăng tự kiêu mà bụng dạ lại cực kỳ hẹp hòi, hắn thực sự không có thù hận sâu nặng gì với đối phương, chẳng qua là ở trong Thập Vạn Đại Sơn đã xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ mà thôi, vậy mà đối phương lại căm hận hắn đến bây giờ, nghĩ về điều này, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cầm Tử Linh kiếm trong tay, Dương Diệp đi từ từ về phía Tần Du Nhiên, vừa bước đi vừa nói. Với thực lực của ta và ngươi, nếu không chiến đấu hết sức, e rằng có thể phải chiến đấu đến một ngày một đêm, vì để không lãng phí thời gian, chúng ta cùng đánh ra một chiêu để quyết định thắng bại, ngươi thấy sao? Dứt lời, ảnh kiếm hiện ra, bay về phía Tần Du Nhiên đang đứng đối diện. Tần Du Nhiên hừ lạnh một tiếng, ảnh thương cũng xuất hiện, sau đó nói. Ta cũng có ý nghĩ đó. Dứt lời, bàn tay Tần Du Nhiên cầm trường thương màu đen đi một bước về phía trước. Sau đó giơ trường thương về phía không trung của Dương Diệp. Thoáng chốc, có vô số ảnh thương giống như trường thương màu đen xuất hiện, thanh thế như vậy, khiến mọi người đều cực kỳ khiếp sợ. Nhìn thấy vô số ảnh thương đó, Dương Diệp chỉ lắc đầu nở một nụ cười,
loại huyền kỹ mê hoặc người này, ở trước mặt kiếm tâm thông minh của hắn, quả thực không có một chút tác dụng, bước chân bước đi nhẹ nhàng, sau đó Dương Diệp phóng nhanh về phía Tần Du Nhiên, cùng lúc đó, Tử Linh kiếm trong tay múa lượn rất nhanh, vô số ánh kiếm màu vàng óng thoáng ẩn thoáng hiện trên đài tỷ võ, vô cùng chói mắt. Dưới sự mở đường của ánh kiếm màu vàng óng, Dương Diệp đi đến trước mặt Tần Du Nhiên, sau đó lập tức rút kiếm đâm một nhát vào Tần Du Nhiên, nhanh như tia chớp. Gương mặt Tần Du Nhiên đổi sắc, hắn đã từng chứng kiến trận chiến giữa Dương Diệp với Quỷ Tông Lý Tiên Quân nên hắn đương nhiên biết cơ thể của Dương Diệp nhanh nhẹn kinh khủng như thế nào, nếu như cận chiến với Dương Diệp, hắn chắc chắn sẽ là người chịu thiệt, vì vậy mà vừa bắt đầu hắn tập tức sử dụng huyền kỹ, hy vọng kéo dài khoảng cách chiến đấu nhưng mà hắn không ngờ rằng thanh kiếm của Dương Diệp tại bén nhọn như vậy, chỉ một chiêu đã chém tan ảnh thương của hắn, sau đó trở lại đứng trước mặt hắn. Không có thời gian để suy nghĩ, cổ tay của Tần Du Nhiên xoay một cái, trường thương vượt qua mọi lực cản mà bay đi. Ầm, một âm thanh trầm vang vọng khắp đài tỷ võ, dưới sức mạnh kinh khủng của Dương Diệp, trường thương trong tay Tần Du Nhiên lập tức bị uốn cong thành một hình cung quái dị, tay phải của Tần Du Nhiên nắm trường thương càng ngày càng có cảm giác tê dần. Trong lòng Tần Du Nhiên cảm thấy sợ hãi, đang chuẩn bị giật lui người để thoát ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tử Linh kiếm trong tay của Dương Diệp đột nhiên rời khỏi tay, sau đó hóa thành một tia sáng màu tím bắn thẳng về phía gương mặt của Tần Du Nhiên. Khoảng cách gần như thế mà tốc độ lại nhanh như vậy, trong lòng Tần Du Nhiên giật mình, có điều may mắn là hắn phản ứng cũng không chậm, bước chân lập tức xê dịch, trong nháy mắt nghiêng người tránh né, làm cho Tử Linh kiếm chỉ bay xẹt ngang qua mặt của hắn. Nhưng mà ngay khi Tử Linh kiếm vừa bay ngang qua gương mặt của hắn thì cảnh tượng quái quỷ bỗng nhiên xuất hiện, Tử Linh kiếm đột nhiên ngừng tại, sau đó quay đầu tại rồi phóng thẳng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tần Du Nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, chân phải tập tức giẫm xuống, cơ thể chợt lùi nhanh về phía sau nhưng mà đã muộn, Tử Linh kiếm đã chém vào cái mũi tuấn tú của Tần Du Nhiên, để tại một vết kiếm hằn sâu. Nếu như không phải Tần Du Nhiên phản ứng nhanh, lùi về phía sau thì chiêu kiếm này đã đủ để chia đầu hắn thành hai nửa. Nhìn thấy cảnh này, trong sân thi đấu gương mặt của vô số người đã đổi sắc, chỉ mới chiến đấu một hiệp mà Tần Du Nhiên này đã lập tức bị thương. Thực lực của Dương Diệp này, tại sao lại có thể mạnh đến như thế? Một chiêu này vẫn không giết chết được Tần Du Nhiên, Dương Diệp hơi nhướng mày, đương nhiên hắn sẽ không dừng tay, tiếp đó nói những lời vô dụng với đối phương, mà là thừa lúc đối phương đang bị thương mà trực tiếp ra tay lấy mạng, đây là một tác phong quen thuộc của Dương Diệp. Vì vậy mà ngay khi Tần Du Nhiên mới vừa lùi tại thì hắn lập tức sử dụng tật phong bộ, sau đó nghiêng người phóng lên, lần thứ hai đi tới trước mặt Tần Du Nhiên. Cùng lúc đó, Tử Linh kiếm trong tay lần thứ hai chém xuống. Dương Diệp bây giờ chưa cần nói gì đến huyền kỹ và kỹ năng mà chỉ cần xét đến hai thứ của hắn, đó chính là tốc độ và sức mạnh. Trên đài tuận võ, một lần nữa xuất hiện một màn chiến đấu giống như trận chiến giữa Dương Diệp với Quỷ Tông Lý Tiên Quân lúc trước, Tần Du Nhiên bị Dương Diệp khống chế dễ dàng, chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Mọi người ở phía dưới nhìn thấy đều khiếp sợ không thôi. Hắn chính là một nhân loại huyền thú. Nhìn Dương Diệp trên đài, phía dưới đài luận võ, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt trầm giọng nói. Lãnh Tâm Nhiên ở bên cạnh nàng khẽ gật đầu, sau đó nói. Cơ thể của hắn có sức mạnh vô cùng kinh khủng, ngoại trừ Nguyên Đồng, bất kể một ai trong chúng ta một khi cận chiến với hắn, đều sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi. Nghe thấy vậy, Văn Nhân Nguyệt đột nhiên hé miệng nở nụ cười, nói. Phú thần này được xưng là một cỗ máy cận chiến mà Dương Diệp này tại rất am hiểu cận chiến. Ta thực sự mong đợi trận chiến giữa hai người. Hai người chiến đấu, chắc chắn là cực kỳ đặc sắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.